Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện của kênh hôm nay, Nhật Lệ sẽ đem tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện kể về cuộc đời long đong lận đận của một cô gái. Cô vốn là một cô gái nít na, chịu thương chịu khó, nhưng đường tình duyên lại lắm chắc trở. Liệu rằng hạnh phúc có đến với cuộc đời cô hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện cùng với Nhật Lệ nhé Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Và đừng quên để lại cảm xúc suy nghĩ của mình về câu chuyện ở phần bình luận Quý vị và các bạn nhé Choang Tiếng chiếc bát ăn cơm rơi từ tay bà mồi xuống nền đá hoa Làm cho cả nhà bà đang ăn cơm bỗng giật mình Mẹ, mẹ sao thế? Tuấn, con trai của bà Mùi vừa hỏi mẹ vừa định đứng dậy xem mẹ mình bị sao thì ngay lập tức anh cũng sững lại và giật mình theo mẹ nhìn ra cửa anh thấy thu em gái của anh đang xách vali đi vào trong sân thì ra bà mồi giật mình khi nhìn thấy thu nay là đám cưới của nó nhà trai vừa mới đón dâu lúc trưa vậy mà bây giờ lại thấy nó về còn đi một mình trông cái bộ dạng của nó và cái vali quần áo trên tay thì chắc chắn là lành ít giữ nhiều rồi chẳng tranh tại sao bà mùi mẹ anh lại hốt hoảng như vậy tại sao mày lại về vào giờ này Tuấn lật đật chạy ra cửa và hỏi em gái Hà là em gái của Tuấn và là chị của Thu cũng tức tốc theo sau thấy anh trai và chị gái chạy ra hỏi nhưng Thu không nói gì cô vội vàng bước vào nhà đặt chiếc vali xuống rồi nước nở khóc còn còn con không ở được với anh ta đâu tại sao Lúc này sau vài giây đứng hình vì sốc Bà mồi đã đứng dậy và tiến lại gần để hỏi con gái Còn ông lợi chồng bà Thì vẫn ngồi bất động bên mâm cơm Anh ta... Anh ta đã phản bội con Con không thể chấp nhận được một người như anh ta Nó đã làm gì? Anh ta đã ở cạnh người con gái khác Ngay trong ngày cưới của mình Thu vừa khóc vừa nói Mày im mồm, làm gì có chuyện đó Chắc mày đã gây chuyện nên bị nhà người ta chửi bới Rồi mày bỏ về chứ gì không không phải như thế đâu mẹ mẹ hãy tin con anh ta thực sự là một kẻ tồi tệ mẹ ơi thu vừa nói vừa lay lay người mẹ để thuyết phục mẹ mình mong bà hãy tin lời cô mày nhìn đi mày nhìn anh chị mày đi một người bỏ vợ một người ly thân với chồng còn mày vừa mới đón dâu buổi trưa buổi tối mày đã bỏ về mày định để tao sống nữa hay không hay chúng mày muốn tao chết chuyện này mà lộ ra ngoài thì thử hỏi tao còn mặt mũi nào nhìn ai Chúng mày Tất cả chúng mày đều là một lũ bật dậy Cút Cút ra khỏi nhà tao Bà mùi không tin lời thu nói Bà vừa tức giận vừa đau đớn Chỉ mặt ba đứa con của mình và quát lớn như vậy Quả thừng có nằm mơ Bà cũng không thể nghĩ thu lại hành động như vậy Một hành động quá trẻ con Dám gây chuyện ở nhà chồng Và bỏ về nhà mình Ngay trong ngày cưới Bà mùi biết đứa con gái út này của bà Tuy không học hành lên cao Nhưng nó cũng đã học hết lớp 12 Và năm nay cũng đã 23 tuổi Cũng đủ trưởng thành để suy nghĩ được Việc gì nên làm và không nên làm Mặc dù Thu cưới Kiên Không phải xuất phát từ tình yêu Mà là do mai mối Nhưng Kiên là một thanh niên chững chạc Có học thức Và Thu cũng rất thoải mái vui vẻ với đám cưới của mình Tại sao mày lại làm như vậy Mày đã gây ra chuyện gì Và còn tự ý bỏ về nhà mình Ngay trong ngày cưới thế này con không gây ra chuyện là do anh ta Được rồi Có chuyện gì cứ ngồi rồi từ từ nói Ông Lợi đứng dậy khỏi mâm cơm Đi ra giữa nhà và ngồi phịch xuống chiếc ghế Cả ngày hôm nay Ông chạy ra chạy vào tiếp khách Nên người ông mệt lừ Đang định ăn mất cơm xong Để đi nghỉ cho đỡ mệt Thì lại thấy cảnh tượng này Vợ ông thì cứ lu loa lên Còn đứa con gái út của ông thì khóc lóc thanh minh với mẹ Ông nhìn vợ con mà nỗ hết cả ruột Nào Tất cả ngồi xuống Bà ngồi xuống nghe con nó nói xem sự tình thế nào Cái thù nữa Bình tĩnh nói xem đã xảy ra chuyện gì Nghe tiếng ông Lợi nói như vậy Thì mọi người đều ngồi xuống ghế Bà mồi dù còn rất tức giận Nhưng cũng miễn cưỡng ngồi xuống nghe thu nói Vì quả thừng từ nãy đến giờ Bà cứ lu loa chửi bới cô Chứ chưa hề nghe cô nói xem Đã xảy ra chuyện gì Mày nói đi Xem đầu đuôi xuôi ngược thế nào Tuấn chậm rãi bảo em gái Vâng. Thu lấy tay quẹt ngang những dòng nước mắt trên mặt rồi bắt đầu kể lại sự tình cho cả nhà nghe. Thì ra hôm nay sau khi đón dâu xong, cô theo kiên về nhà anh. Vừa bước chân vào nhà mẹ chồng cô đã bảo: "Con lên thay quần áo xong xuống dọn nốt chỗ bát đĩa còn lại đi nhé. Giờ nhà mình chỉ có mình con ở nhà nên con cố gắng vất vả một chút." "Vâng ạ." Thu nhìn thấy đống bát đĩa to tướng ở trước sân mà cô thấy chán nhưng mẹ chồng đã nói vậy nên cô không dám cãi lời cô nhanh chân chạy lên thay bộ quần áo xong xuống nhà dọn dẹp và bảo kiên xuống phụ giúp mình một tay thì bước vào phòng cô thấy anh nằm dài trên giường anh thay quần áo xuống nhà phụ giúp em một tay anh mệt lắm em cũng mệt nhưng nhà không có ai mẹ anh không làm anh cũng không làm chẳng lẽ để mình em sao thì em cứ làm từ giờ đến mai đi mai không xong thì ngày kia Đằng nào công việc của em cũng đâu có như anh Thích thì làm, không thích thì chơi Anh nói vậy là có ý gì? Anh đang chê công việc của em đúng không? Anh không chê Mà là anh nói sự thật Thôi, anh mệt lắm Để yên cho anh nghỉ Em muốn làm gì thì làm Kim nói xong thì lật người úp mặt xuống gối Thu nhìn cái thân xác to vật vã Của chồng trên giường mà lắc đầu ngán ngẩm Rõ ràng là anh ta vừa nói Khinh công việc của cô mà Trước lúc cưới có thấy anh ta nói gì đâu. Vậy mà vừa cưới xong, anh ta đã, đã trở mặt chê bai cô. Thu biết về trình độ, cô không bằng Kiên, anh có bằng đại học và làm công chức ở một cơ quan nhà nước, còn cô mới chỉ học hết cấp 3 và làm một thợ cắt tóc. Tuy trình độ của Thu không bằng anh, nhưng thu nhập của cô rất khá. Lúc được người quen mai mối giới thiệu thì Kiên không tỏ thái độ gì về công việc của cô, vậy mà hôm nay anh ta lại nói công việc của cô không quan trọng. Thu nhếch mép cười và ném ánh mắt chán trường về phía Kiên rồi bỏ xuống nhà. Cô sẽ dọn dẹp nhà trước, sau đó thì rửa nốt đống bát đũa ở ngoài sân. Lúc ở trên phòng, thấy Kiên kêu mệt và lăn ra giường thì Thu cũng định trèo lên giường nằm cho đỡ mệt. Nhưng cô lại đến nghĩ đống bát đũa ở dưới nhà. Nó thực sự làm cho cô thấy khó chịu. Việc đằng nào cũng đến tay cô, nên thôi xuống làm quách đi cho xong nhà làm gì còn ai mà trông chờ có mỗi bà mẹ chồng thì ngay từ lúc quan khách về hết bà đã bảo việc còn lại là của cô rồi thì cô còn mong gì bà giúp nữa chờ mỗi vào chồng nhưng anh ta cũng lăn ra ngủ rồi đang loay hoay với đống mâm bát thì Thu thấy có tiếng xe máy nhìn lên thì đó là bốn người bạn của Kiên Kiên đâu em? một người trong số đó lên tiếng dạ anh Kiên nhà em ở trên nhà ạ à. Anh ấy kêu mệt nên chắc là đang ngủ Mệt gì Em lên gọi nó xuống đây đi uống với bọn anh Thôi chắc anh ấy không uống được nữa đâu các anh ạ à. Em thấy vật vã lắm rồi Gớm ừ, Mới cưới mà đã quản chồng ghê phết rồi nhỉ Thôi Em không lên Thì để bọn anh gọi điện cho nó Anh bạn nó nói xong Thì lập tức lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho Kiên Sau khi nghe hai người nói vài câu Thì Thu thấy chồng mình chạy xuống trời đất anh ta vừa bảo với mình là mệt vậy mà bạn gọi đi uống rượu một cái thì lại khỏe ngay được ha ha nhìn nó khỏe như trâu thế kia mà em gái lại bảo là nó mệt em gái quản chồng ghê quá đấy câu nói của một người bạn của kiên làm cho thu ngượng chín cả mặt cô cũng đâu ngờ kiên lại xuống ngay khi có bạn gọi như vậy rõ ràng anh ta đang nằm vật trên giường vì mệt kia mà đi thôi kiên khoác vội chiếc áo khoác và lồng chân vào giày để đi cùng mấy người bạn em gái hay em đi cùng bọn anh luôn thấy một người lên tiếng mời mình đi cùng thì thu cũng ngừng tay đặt chiếc bát xuống cô ngẫm nghĩ vài giây rồi bột miệng được em sẽ đi cùng bọn anh thu nghĩ nhà thấy bao nhiêu việc nhưng kiên chẳng ở nhà giúp đỡ mình anh ta vui vẻ đi ăn uống cùng bạn bè thì mình chẳng tội gì phải khổ cô cũng đi chẳng uống thì cũng ăn với lại anh ta chơi thì mình cũng chơi Các anh chờ em 2 phút nhé Thu lập tức lên phòng thay quần áo Và chạy xuống đi cùng Kiên và bốn người bạn Rất nhanh sau đó Họ đã đến một nhà hàng khá sang trọng Đến nơi Thu thấy ở đó có hai cô gái ngồi đợi dẫn Trông họ ăn mặc khá là sành điệu Thu nở một nụ cười Và gật đầu chào lịch sự Rồi cùng ngồi vào bàn Sau màn giới thiệu Thì tất cả đều ăn uống vui vẻ nhưng trong suốt quá trình ăn uống thu phát hiện thấy một cô gái trong số hai người bạn gái trong bàn ăn cứ đưa ánh mắt khác lạ nhìn về phía kiên thu rất khó chịu về điều đó nhưng cô không biết làm gì rồi đột nhiên cô ta nói muốn vào nhà vệ sinh khi cô ta vừa đi được vài bước thì ngay lập tức kiên cũng đứng dậy và nói anh ta đi vệ sinh thu thấy có gì đó không ổn nên khoảng hai phút sau cô đứng dậy và cũng đi vào nhà vệ sinh vừa đẩy cửa bước vào thì cô như chết đứng vì cảnh tượng trước mắt chồng cô và cô gái vừa ra khỏi bàn ăn đó đang hôn nhau một cách đắm đuối nhìn thấy thu kiên lập tức đẩy cô gái đó ra thu thất vọng vô cùng cô bỏ chạy lên xe taxi về nhà chồng lấy hành lý mặc cho kiên gọi đuổi theo lúc thu xuống đến chân cầu thang thì mẹ chồng cô từ trong phòng bước ra thấy con dâu mới về lại định đi đâu thì bà lên tiếng hỏi với vẻ khó chịu Nhà cửa bát đũa chưa dọn dẹp xong mà cô lại định đi đâu? Con xin lỗi mẹ, con không thể ở đây được nữa. Sao? Mày... mày nói cái gì? Mày với thằng Kiên xảy ra chuyện gì à? Con và anh ta xảy ra chuyện gì? Lúc nào mẹ hỏi anh ta thì sẽ rõ. Không có một thằng đàn ông nào trong ngày cưới của mình mà vẫn còn đi hẹn hò với một cô gái khác như anh ta cả. Thù nói xong thì xách vali đi. Cô ra đến sân, Kiệt cũng về tới nơi. Thấy Thu định bỏ đi Anh đã liền túm lấy áo Thu vào quát Cô bị điên à mà xử sự, sự như trẻ con vậy Phải tôi điên đấy Còn anh thì sao Anh xem lại việc mình làm xem Nó có giống như một thằng đều cáng không Cô nói cái gì Cô bảo ai đều cáng Kiên trợn ngược mắt lên Anh ta túm lấy cổ áo của Thu định đánh cô Anh định đánh tôi sao Anh cặp kè với người khác bị tôi phát hiện Tôi nói anh oan sao Mà anh còn dở thói vũ phu Tôi không ngờ một thằng có ăn có học như anh mà lại hành động như một thằng bậm trợn như vậy. Tôi đúng là nhìn nhầm người thật rồi. Cô bảo ai bậm trợn? Bậm trợn này! Kiên vừa quát vừa giơ tay tát cho Thu một cái. Bị Kiên đánh thật, Thu đưa ánh mắt hận thù nhìn anh ta rồi nói. Được, anh đánh tôi sao? Vì con đĩ bên ngoài mà anh dám đánh tôi sao? Vậy thì chúng ta sẽ chấm dứt từ đây. Thu kéo vali, vừa khóc vừa chạy thật nhanh ra cổng. Bà Liên, mẹ của Kiên thấy con trai con dâu cãi nhau to Thì chạy ra can ngăn Bà vừa chạy đuổi theo Thu vừa nói Thu ơi, quay lại đi đã con Có chuyện gì từ từ nói Nghe mẹ chồng nói vậy Nhưng Thu vẫn quay mặt chạy đi Kiên thấy thế lại càng điên tiết Anh ta cố tình nói theo những câu thật to Để cho Thu nghe tiếng Mẹ không việc gì phải nai nỉ cô ta cả Cô ta thích đi thì để cho cô ta đi Rồi cả họ nhờ cô ta sẽ phải sang quỳ lễ xin cho cô ta quay lại đây mà thôi loại ngu rút ít học mà còn bày đặt thanh cao nghe những câu nói của kiên mà thu ấm ức muốn cắn lưỡi cô không ngờ một người có ăn có học như anh ta mà lại có thể buông ra những câu nói và hành động đáng khinh như vậy anh ta bảo cô và gia đình phải sang cầu xin anh ta ư đừng có mơ cô dù có chết cũng không bao giờ xin lỗi anh ta vì chuyện này Vậy là Thu đã bỏ về nhà mình ngay trong ngày cưới của mình. Trên đường về nhà, cô cũng đang nghĩ đến việc phải đối mặt với mẹ mình. Mẹ cô sẽ thất vọng vô cùng vì cô là niềm hy vọng cuối cùng của mẹ. Anh trai cô đã ly hôn 2 năm nay, còn chị gái thì cũng ly thân với anh rể và về nhà mình ở gần một năm nay. Mỗi lần nghe ai nói đến chuyện con cái đổ vỡ là bà lại chạy lòng. Có người còn nói với mẹ cô rằng Mong cho cái thu lấy chồng được hạnh phúc bền lâu Chứ đừng như anh chị nó Bà mồi nghe thấy họ nói như vậy Cũng chỉ biết cười trừ rồi im lặng Nhưng thu biết Trong thâm tâm bà luôn mong cuộc sống hôn nhân của cô Sẽ không có chuyện gì xảy ra ấy vậy mà đám cưới chưa tan tiệc Cô đã xách vali ra khỏi nhà chồng Giờ về Cô biết ăn nói thế nào với mẹ bây giờ Lo lắng sợ hãi Nhưng cuối cùng Thu cũng đành đặc lưỡi Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua mẹ chắc chắn sẽ hiểu và thương cô sau khi nghe thu kể xong mọi chuyện như vậy thì cả anh tuấn và chị hà đều cảm thấy phẫn nộ hai người ủng hộ với quyết định của thu họ cho rằng cô bỏ về như vậy là hoàn toàn đúng và tỉnh táo trái lại với suy nghĩ của các con bà mùi từ đầu đến giờ vẫn luôn cho rằng thu nói dối không thể nào có chuyện đó thằng kiên là người có ăn có học không bao giờ nó lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy, chắc chắn là mày đã gây ra chuyện gì rồi, đúng không? Không mà mẹ, con thì gây ra chuyện gì được, rõ ràng con đã nhìn thấy anh tao hôn đứa con gái khác ngay trước mắt mình. Tao không tin. Bà Mùi hét lên rồi túm lấy áo của Thu và đánh vào lưng cô. Mày hãy về và xin lỗi nhà chồng ngay, đừng làm xấu mặt tao như vậy, tao nhục nhã lắm mày biết không? Bà Mùi cứ kêu gào như vậy và đánh vào người Thu còn thu cô cứ ngồi im cho mẹ mình đánh anh tuấn và chị hà thấy mẹ mình đánh em gái thì xông vào can ngăn bà mồi bị các con lôi ra thì tức tối ngồi phịch xuống đất bà vừa khóc vừa thở rất mạnh vì xúc động rõ ràng là các con bà không đứa nào hiểu và suy nghĩ cho bà hết chúng nó cứ làm những gì mình thích mà không nghĩ gì tới bà cả nhà có ba người con hai đứa lớn đều trong tình trạng ly hôn và ly thân chỉ còn mỗi đứa con gái út này Nó là niềm hy vọng của bà Giúp bà cứu vãn danh dự gia đình Vậy mà vừa đám cưới xong Nó đã bỏ về Và nói không thể sống cùng với chồng nữa Có ai đau đớn và nhục nhã như bà bây giờ không? Bà mùi vừa kêu khóc Vừa lấy tay đấm thùm thụp vào ngực mình Ông lợi thấy vợ như thế Thì sợ bà xúc động quá Làm ảnh hưởng đến sức khỏe Nên đã bảo con trai dìu bà về phòng nghỉ Còn Hà thì dẫn em gái về phòng Và động viên mẹ cần có thời gian để chấp nhận chuyện này nên em hãy bình tĩnh chờ đợi chị thì có thể hiểu và thông cảm cho em được nhưng mẹ chắc chắn là rất sốc mẹ rất đau lòng khi thấy chúng ta như thế này em hiểu mà thu hiểu tâm trạng của mẹ mình nên cô cũng không trách bà dù gì thì việc làm của cô cũng chẳng tốt đẹp gì và bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào trong hoàn cảnh này cũng đều xúc động như thế thu nằm xuống giường kéo chiếc chăn lên phủ kín đầu mình rồi cô lại khóc cô không ngờ việc mình chấp nhận lấy kiên theo lời mẹ lại gây ra chuyện đau lòng này cô cũng chỉ là vì muốn làm mẹ vui lòng nên khi mẹ nói kiên là người tốt thì cô đồng ý lấy anh ta cho mẹ vui nào ngờ quyết định thiếu suy nghĩ đó của mình lại không đem về niềm vui cho mẹ mà lại đem đến cho bà nỗi thất vọng nhục nhã y trẻ nhưng cô biết làm sao bây giờ cô không thể quay về ngôi nhà đó để sống với kiên được vì anh ta không hề muốn lấy cô anh ta đang yêu người con gái khác thu nằm trên giường không mãi như vậy cuối cùng mệt quá cô cũng chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau thu dậy rất sớm cô định hôm nay sẽ đi làm cho khuây khỏa một tuần nay để chuẩn bị cho đám cưới cô đã đóng cửa tiệm của mình rồi cầm cái túi sách thu nhanh chân đi ra nhưng cô vừa ra đến sân thì mẹ cô nhìn thấy Mày định đi đâu Còn ra tiệm tóc Không đi đâu hết Không tóc tai gì cả Ta đã nói là mày về bên đó xin lỗi nhà họ rồi cơ mà Mẹ Sao mẹ không tin lời con Tin cái gì Mày bảo ta không tin cái gì Con trai thì có thể qua lại Với vài ba đứa con gái trước khi cưới Điều quan trọng là nó đồng ý cưới con Lấy nhau rồi thì nó sẽ quên hết các cô gái khác Mẹ Mẹ nói thế mà nghe được à Mẹ có ở hoàn cảnh của con đâu Mẹ có chứng kiến cảnh anh ta ôm hôn người con gái khác Rồi còn vây nghĩ mặt lên Như chẳng hề có lỗi gì của anh ta đâu mà mẹ hiểu Còn không bao giờ xin lỗi Người xin lỗi phải là anh ta chứ không phải là con Thô cũng tức tối không kém gì mẹ của mình Cô tuôn ra một chàng như vậy Rồi bước đi Nhưng ngay lập tức cô bị bà mùi cầm tay kéo mạnh lại Bà lôi cô đẩy vào trong phòng rồi khóa cửa lại Mày ương bướng thì nay tao nhốt mày vào đây Cho mày đói giã họng ra xem có ương bướng được nữa không Thằng Tuấn cái Hà đâu Tuấn và Hà cùng ông Lợi Thấy tiếng bà mồi quá to Thì lập tức chạy ra Nay ở nhà canh chừng nó cho tao Cấm đứa nào được mở cửa cho nó ra ngoài Và cho nó ăn kể cả ông nữa Bà mồi vừa nói Vừa chỉ tay vào phòng thu Để mọi người biết là bà đang nhốt cô Ở trong đó Và mọi người chú ý canh chừng nhìn vẻ mặt tức giận của bà mùi ba bố con nông lợi cũng thấy sợ hãi cả ba chỉ biết im lặng đứng yên cho bà muốn làm gì thì làm sau khi nhốt thu vào phòng bảo tuấn và hà canh chừng xong thì bà mùi về phòng của mình và chuẩn bị đi đến nhà thông gia khi bà mùi đến nhà kiên thì chỉ có một mình anh ở nhà kiên đón tiếp mẹ vợ với thái độ thờ ơ và lạnh nhạt mẹ không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng cái thu tự ý bỏ về như vậy là nó sai." Bà Mùi ngồi xuống và bắt đầu nói với Kiên. "Mẹ cũng thấy cô ấy sai đúng không? Con thấy không những cô ấy sai mà cô ấy còn hành động như một người ngu ngốc, những người ít học thường cố chấp như vậy." Bà Mùi đang định nói lời xin lỗi thay cho Thu, thì nghe Kiên như vậy, mặt bà bỗng biến sắc, người bà thấy nóng lên. Bà tự nghĩ, "Tại sao nó lại có thể nói ra những câu thô lỗ như vậy trước mặt mẹ vợ của mình như thế cơ chứ rõ ràng nó là đứa con có, có học kia mà bà mùi định mắng luôn cho kiên một trận nhưng bà nghĩ dù gì con gái bà bỏ về cũng là sai nên thôi bà cố nhịn để nó đồng ý cho con gái bà về lại nhà nó ờ à, cái thu nó suy nghĩ chưa được chín chắn nên con bỏ qua cho nó lần này nhưng mẹ cũng nghe nói là con có đi với đứa con gái khác nên nó mới tức giận như vậy Kiên nhếch mép cười đèo, "Còn việc cô gái đó mới chỉ hôn nhau thôi, chứ đã làm gì đâu mà con gái mẹ làm toáng lên. Rõ ràng con gái mẹ là đứa ít học nên mới xử sự ngu dốt như vậy." Nghe Kiên nói đến đây, thì mặt bà mồi nóng phừng phừng, máu cho người bà dồn lên mà không thể chịu đựng được cái thái độ hống hách khinh người của thằng con rể này. Một người như anh ta, thì con gái bà có ở cùng cũng dục hết đời mà thôi, thà không chồng còn hơn là lấy cái thằng mất dạy này bà mùi đập mạnh tay xuống bàn miệng bà quát lớn sao cậu lại nói con gái tôi như vậy nó ngu và ít học nên mới đồng ý lấy một thằng đàn ông như cậu cậu đã học cao bằng ai mà tinh vi tinh tướng cậu hơn nó ở tấm bằng đại học nhưng nhân cách cậu thì thấp kém và chắc gì tiền cậu kiếm được đã nhiều bằng nó nên cậu bỏ ngay cái thói hông hách khinh người đó đi cậu chỉ là hạng sách xếp cho con gái tôi mà thôi oai gì cái loại công chức quen với cậu vừa lười nhát Vừa chẳng kiếm được bao nhiêu tiền mà còn ra vẻ ta đây May hôm nay người đến gặp cậu là tôi Nếu là người khác Thì họ sẽ đánh cho cậu học tiết ra rồi Đồ mất dạy Nghe câu nói của bà mồi Mặt kiên bỗng biến sắc Anh ta tức điên người Hai hàng lông mày nhíu lại Bà bà là cái quái gì mà dám nói tôi như vậy Mẹ con bà đúng là một ruột Ngu rốt như nhau mà Tôi là ai à Tôi là mẹ của con gái tôi bà mùi cầm cốc nước ở trên bàn hất thẳng vào mặt kiên rồi đứng dậy ra về mặc cho anh ta tức tối ngồi vút nước trên mặt mà chẳng dám nói theo câu nào bà mùi ra đến sân thì gặp bà liên về bà liên mời bà mùi vào trong nhà uống nước nhưng sẵn cân tức cho người bà mùi nói luôn với bà liên tôi nghĩ con trai bà là người tử tế nên mới đồng ý gả con gái tôi cho nó nhưng hôm nay tôi đã thấy rõ bản chất của nó nó không xứng đáng lấy được con gái tôi chào bà kìa có gì bà vào nhà rồi mình từ từ nói bà liên thấy thông gia giận dữ như vậy thì đoán được chắc là con trai bà đã nói gì để mẹ vợ phật lòng nên bà ta nhẹ nhàng nài nỉ bà mùi xin lỗi tôi không muốn vào nhà và nhìn thấy thằng con trai mất dậy của bà thêm một phút nào nữa chào bà ra khỏi nhà của kiên thì bà mùi thấy mắt mình cay xẻ nước mắt cứ thế vô thức chảy ra bà đã rất giận con gái mình và cho rằng chắc chắn cô đã gây chuyện. Nhưng khi đến nhà Kiên, chứng kiến thái độ và những lời lẽ nói xấu con gái mình của cậu ta, thì bà tức lộn tiết. Bà nghĩ chắc chắn Kiên đã sỉ nhục con gái bà rất nhiều và cô đã khổ sở vì thái độ khinh rẻ của chồng mình nên mới uất đức quay về như vậy. Trong khi bà mối đi đến nhà Kiên thì ở nhà Tuấn và Hà đã mở cửa cho Thu ra ngoài. Tuy nhiên, họ cũng chỉ dám cho cô ra ngoài để ăn cơm. Chứ không dám cho cô ra khỏi nhà Họ biết từ tối hôm qua Thu đã không được ăn gì Sáng nay mẹ lại nhốt cô vào Không cho ăn như vậy Thì chắc là cô đói lắm Thương em Họ mở cửa là lấy cơm cho cô ăn Đang ăn thì thấy có tiếng mở cổng Tuấn liếc mắt ra thấy mẹ mình về Anh hút hoàng bảo Thu vào phòng Và đóng cửa lại Bà mùi vào nhà Nhìn thấy bát cơm trên bàn Biết là Tuấn và Hà vừa cho Thu ra ngoài ăn cơm nhưng bà không nói gì mà chỉ lặng lặng vào phòng bà mùi tự trách mình đã vô tâm với con gái thấy cô chịu khổ bà vẫn còn trách mắng nhưng giờ thì bà đã đích thân chứng kiến những câu nói của kiên bà không còn trách thu nữa bà thấy thương thu tận đáy sâu tấm lòng một người mẹ hơn bao giờ hết bà mùi vẫn thương con vô cùng suốt chiều hôm đó bà mùi cũng không nói gì tuấn và hà thấy mẹ mình như vậy thì ngạc nhiên lắm nhưng cả hai đều không dám hỏi bà thu thì mặc dù cửa không khóa nhưng cô cứ nằm dài trong phòng cô vẫn thấy buồn về mẹ mình thu ơi con ngủ chưa bố vào nhé tiếng của ông lợi từ ngoài cửa vọng vào nói với thu con chưa ngủ bố vào đi ông lợi đẩy cửa và từ từ bước vào phòng của con gái út từ hôm qua đến giờ nhìn thái độ giận dữ của vợ mình với con mà ông cũng thấy đau lòng và thương con lắm ông biết thu rời khỏi nhà chồng chắc chắn có lý do của mình và những lời cô nói là thật chứ không phải là do cô gây chuyện bố biết con làm vậy là có lý do của mình cố gắng lên con nhé mẹ con bái nóng tính nên mới đối xử như vậy chứ thực lòng bà ấy thương con lắm ông lợi ngồi xuống cạnh con gái chậm rãi nói thu thấy bố mình nói thế thì cô lại không kìm được xúc động cô gục đầu vào đùi ông và khóc to như một đứa trẻ bố ơi con khổ tâm lắm bố ạ à. khóc đi con muốn khóc thì cứ khóc cho thoải mái ông lợi vỗ vỗ vào vai con gái và động viên như vậy một lúc sau thì thu cũng nín cô ngồi vùng dậy rồi đưa tay quệt nước mắt ông lợi lấy hai tay giữ chặt vai con gái nhìn thẳng vào mắt cô ông hít một hơi thật sâu thở ra rồi nói trên đời này con hãy nhớ tất cả mọi vết thương đều sẽ lành mọi chuyện đều sẽ qua chuyện lớn rồi cũng trở thành nhỏ con hãy tin như vậy thu gật mạnh đầu rồi ra hiệu hiểu lời bố nói con cảm ơn bố con cảm ơn bố mẹ vì vẫn luôn là chỗ dựa cho anh em con bố mẹ là nhà để chúng con về và là nơi để chúng con tin tưởng gửi gắm tình yêu thương thu vừa nói vừa ôm chặt bố mình vào lòng để tận hưởng cảm giác ấm áp mà ông dành cho cô mấy ngày sau bà mùi không còn giận con nữa bà nói với cả nhà rằng kiên là một đứa xấu tính khó ưa và thu sẽ khổ khi ở với cậu ta nên việc cô bỏ anh ta là hoàn toàn sáng suốt bà giận cả nhà nếu anh em bạn bè hoặc bà con lối xóm có hỏi về thu thì trả lời rằng thu đã từ hôn chứ không phải là ly hôn vậy là từ hôm đó bà mùi vui vẻ trở lại bà động viên thu đi làm và không việc gì phải buồn hay là thất vọng hết Ai hỏi tại sao Thu bỏ nhà chồng về nhà mình Ngay trong ngày cưới thì bà nói rằng Kiên lang nhăng để Thu phát hiện Và cô đã từ hôn Bà mùi nói như vậy Nhưng miệng lưỡi thế gian cũng lắm điều thị phi Người tốt hiểu chuyện thì cho rằng Thu làm như vậy là đúng Nhưng những kẻ ác mồm xấu bụng thì luôn nói xấu Họ cho rằng chắc chắn Thu đã làm việc gì đó tày đình trong ngày cưới Nên mới bị đuổi về chưa làm gì có chuyện cô từ hôn. Khi mới nghe những người xấu bụng nói con gái mình như vậy thì bà mối cũng tức lắm. Biết ai nói là bà đến tận nhà mắng luôn cho họ một trận. Nhưng rồi lâu dần bà cũng thấy mệt mỏi về điều đó. Các con bà khuyên ngăn bà nên mặc kệ ai nói gì thì nói, chẳng ai bịt miệng được thế gian, bà cứ sống không hổ thẹn với lòng là được. Và đúng như lời ông Lợi nói với Thu, vết thương nào rồi cũng sẽ qua chuyện lớn nào rồi cũng trở thành chuyện nhỏ. Cái tin thu con gái út của nhà ông lợi bà mùi bỏ nhà chồng về nhà mình ngay trong ngày cưới cũng đi vào quên lãng. Họ thấy gia đình bà mùi sống rất vui vẻ. Một năm trôi qua, thu không còn buồn gì về chuyện cũ nữa. Cô chăm chỉ làm việc ở cửa hàng của mình. Anh trai và chị gái cô cũng ly hôn nhưng chẳng sao hết. Tai tiếng nhà cô cũng mang rồi. Cái tiếng gia đình bỏ chồng bỏ vợ bố mẹ và anh chị em nhờ cô cũng mang rồi nên giờ đây thu không còn thấy xấu hổ gì nữa cô vui vẻ tận hưởng cuộc sống tự do của mình cùng với bố mẹ và anh chị em của mình nhưng rồi thu quyết định rời khỏi thị trấn mình đang sống để lên thành phố mở cửa hàng theo lời giới thiệu của một người bạn trên thành phố có điều kiện tốt để cô phát huy khả năng của mình và cô cũng muốn học thêm nghề làm đẹp để bắt kịp xu thế của thời đại Nhờ có bạn tìm thuê giúp địa điểm mở cửa hàng Nên Thu cũng không mấy khó khăn khi lên thành phố Cô vừa làm vừa đi học thêm nghề làm đẹp Do Thu có năng khiếu và tính tình tỉ mỉ, cẩn thận Nên khách hàng đến cửa hàng cô cắt tóc, làm đẹp đều rất ưng ý Thu kiếm được nhiều tiền nhưng chuyện tình cảm thì cô vẫn chưa thấy có ai hợp với mình Bà Mùi cũng nhiều lần gọi điện cho con gái để giúp cô chuyện chồng con Bà nói rằng con gái cô thì nên nếu có ai thương yêu mà cảm thấy hợp thì nên lấy chồng, chứ đừng chỉ biết lo kiếm tiền. Mỗi lần nghe mẹ nói như vậy, Thu cũng chỉ biết vâng lời cho qua chuyện, vì cô biết tính mẹ cô, bà luôn lo lắng cho các con. Còn bản thân cô, Thu nghĩ mình dù gì cũng đã qua một lần đò, tuy rằng chưa nếm mùi đàn ông, nhưng đó cũng là một bài học cho cô. Nên giờ nếu cô lấy chồng, thì cũng phải tìm một người thực sự yêu thương và trân trọng mình. Thời gian trôi nhanh Mới đó mà Thu lên thành phố làm việc Cũng gần được một năm Cô đã quen với công việc và cuộc sống ở trên thành phố Rồi một buổi chiều Có một thanh niên cao giáo Điển trai Có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú Bước vào tiệm cô cắt tóc gội đầu Anh ta tên là Thắng Qua trò chuyện Thì Thu biết Thắng hơn cô 2 tuổi Anh cũng là người ở dưới quê lên thành phố học đại học Học xong thì ở lại thành phố làm việc luôn thắng học ngành xây dựng ra trường do không xin được việc làm ưng ý nên anh chuyển qua làm ở công ty mua bán môi giới bất động sản cùng với mấy người bạn công việc của thắng cho anh nguồn thu nhập tốt vậy là thu và thắng quen nhau từ đó thắng hay đến quán của thu cắt tóc hội đầu hai người nói chuyện rất hợp nhau nên cũng thường xuyên nhắn tin qua lại cho nhau rồi thắng hẹn cô đi chơi đi ăn sau vài tháng thì thắng ngỏ lời yêu thu và muốn cưới cô làm vợ. Thu thấy Thắng là người có nghị lực, biết phấn đấu và cũng là người dưới quê nên dễ cảm thông với hoàn cảnh của cô. Thu đồng ý nhận lời làm người yêu của Thắng. Hai người yêu nhau thắm thiết và hẹn ngày về ra mắt hai bên bố mẹ để tiến đến hôn nhân. Trước khi Thắng nói với Thu về việc anh đưa cô về quê để ra mắt mẹ mình thì Thu cũng nói cho Thắng biết là mình đã từng kết hôn lúc mới nghe thu nói như thế thì thắng hơi xứng người lại một chút nhưng sau đó nghe thu bảo là cô đã bỏ chồng ngay trong ngày cưới vì phát hiện anh ta cặp kè với người khác thì thắng lại vui vẻ ngay và anh còn động viên chia sẻ với hoàn cảnh đó của cô thấy người yêu thông cảm và thương mình thì thu xúc động lắm cô càng yêu anh hơn và nguyện hết lòng hết dạ với anh rồi thắng cũng đưa thu về ra mắt mẹ anh nhà anh chỉ có hai mẹ con Bố anh mất sớm, mẹ anh tần tảo nuôi anh khôn lớn, cho anh học đại học và giờ thấy con trai đưa người yêu về thì bà thân vui mừng lắm. Nhưng khi biết Thu đã qua một đời chồng thì bà thân lại kiên quyết phản đối, không cho thắng lấy Thu. Lý do bà đưa ra là Thu mới học hết cấp 3 lại đã từng qua một đời chồng, tuy rằng cô vẫn còn trinh nhưng cái tiếng cô đã bỏ chồng thì không xóa được. Và như vậy thì cô không xứng với thắng con trai bà có trình độ học đại học đẹp trai phong độ và chưa vợ thấy mẹ người yêu cứ phản đối gay gắt như vậy thì Thu cũng nản có lúc cô cũng định buông tay thắng nhưng anh luôn mồm cầu xin để anh thuyết phục mẹ mình rồi cuối cùng thắng cũng thuyết phục được mẹ anh nói nếu bà không cho anh lấy thu thì anh sẽ tự cưới cô và hai người sống với nhau trên thành phố bị thắng dọa như vậy bà thân lo sợ anh làm thật nên đành miễn cưỡng cho con trai mình lấy Thu. Đám cưới của Thu và Thắng nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của anh em bạn bè và họ hàng hai bên gia đình. Sau đám cưới, Thu và Thắng vẫn ở lại trên thành phố làm việc. Hai người thuê một căn hộ nhỏ và sống hạnh phúc bên nhau. Thỉnh thoảng, hai người về quê thăm bố mẹ. Nhà Thắng và nhà Thu cùng tỉnh khác huyện, nhưng nhà chỉ cách nhau khoảng vài cây số nên cũng tiện cho việc thăm hỏi bố mẹ hai bên từ ngày thu lấy thắng thấy anh là người có học kiếm ra tiền lại tử tế và yêu thương thu thì bố mẹ thu mừng lắm bà mồi đi đâu cũng khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của con gái út như là để khẳng định với hàng xóm rằng các con bà không phải đều là những đứa có cuộc sống hôn nhân không ra gì mỗi lần thắng về chơi là bà mồi lại hồ hởi đón tiếp con rẻ bằng mâm cao cỗ đầy Trái ngược với nhà bà mồi Bà thân lại lạnh nhạt khinh miệt Con dâu ra mặt Bà luôn kiếm cớ, chửi bới, nói khinh cô Mỗi lần bị mẹ chồng mắng chửi Thu đều nhịn Vì cô nghĩ bà già khó tính Với lại cô không ở nhà nhiều Nên bà nói gì cô cũng im Cuộc sống của vợ chồng Thu Cứ thế trôi đi Tuy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hoàn toàn như ý Nhưng như thế Cũng làm cho Thu tạm thấy mãn nguyện Hai năm trôi qua Nhờ cả hai đều cố gắng làm lụng chắt chiêu nhặt nhạnh Nên vợ chồng Thu đã mua được đất ở thành phố Thắng vẫn làm công việc môi giới bất động sản Còn Thu thì làm ở cửa tiệm tóc Cuộc sống cứ tưởng sẽ êm đềm trôi đi như vậy Nhưng từ ngày có nhà Có tiền Có xe Thắng lại sinh ra đổ đốn Anh hay đi sớm về muộn Tiếp khách nhậu nhẹt với bạn bè Đến khuya mới về nếu Thu có góp ý hay là phàn nàn gì về anh Thì anh lại quay ra chửi bới hoặc đánh đập cô Cùng với đó là việc hai người cưới nhau đã hai năm rồi Mà bụng của Thu vẫn lép kẹp Chẳng đẻ đái gì nên Thắng càng tỏ ra chán nản vợ Mỗi lần vợ chồng Thu về chơi Hay là mẹ chồng cô gọi điện cho con trai Là y như rằng bà thân lại phàn nàn về việc Thu không biết đẻ Điều đó càng làm cho Thắng cảm thấy bực bội Và tỏ ra khó chịu với Thu Cô cũng đến bệnh viện khám bác sĩ, nhưng bác sĩ nói cô không sao, sợ vấn đề là do chồng nên vài lần Thu bảo Thắng đi viện khám, nhưng anh ta nhất định không nghe, Thắng nói anh ta hoàn toàn khỏe mạnh nên việc không sinh được con là do Thu. Nghe chồng nói như thế thì Thu bực mình lắm. Cô đưa kết quả khám của mình cho anh ta xem, nhưng anh ta vẫn một mực, mực nói mình không sao. Trước sự ngang bướng và bảo thủ đó của Thắng, Thu cũng không muốn nói gì nhiều. Chỉ tổ cãi nhau nát nhà mà thôi Tối đó Lúc Thu đang nấu cơm trong bếp Thì Thắng đi vào và nói Từ cuối tuần này Mẹ sẽ lên đây ở với chúng ta Đang lật miếng trứng rán trên chảo Thu bỗng khựng lại Tại sao mẹ lại lên đây Nhà cửa ở dưới quê thì sao Nhà cửa ở quê Anh bảo mẹ bán rồi Cuối tuần này xong xuôi thủ tục Anh sẽ đón mẹ lên Sao tự nhiên anh lại bảo mẹ bán nhà mẹ có mình anh là con mà anh thì không về quê sống đằng nào mẹ cũng lên đây thì nhân lúc bây giờ đất ở thành phố đang có giá anh bảo mẹ bán đất ở quê đi để anh lấy tiền mua mảnh đất trên này sau này bán đi kiếm lời nghe thắng nói vậy thua im lặng vài giây nhưng rồi cô cũng một miệng vâng cô chỉ có thể vâng chứ biết nói sao bây giờ cô không thích mẹ chồng nhưng không thể nói là không cho bà lên đây ở cùng vì nhà này là của hai vợ chồng mua với lại bà chỉ có mình vợ chồng cô là con thì việc bà ở với vợ chồng cô là đương nhiên rồi chỉ có điều nếu thắng không bán nhà ở quê bà cứ ở dưới đó khi nào bà già yếu thì cô đoán bà lên sẽ tốt hơn vì cô biết rằng mối quan hệ giữa cô và bà không tốt nếu bây giờ bà lên ở cùng thì cuộc sống của cô chắc chắn sẽ bị đảo lộn và mọi chuyện đúng như dự đoán của thu ngay buổi đầu tiên mẹ chồng cô lên nhà cô Thì giữa cô và bà đã xảy ra chuyện Hôm đó để đón tiếp mẹ chồng Thu dậy sớm đi chợ Mua một con gà mái về luộc Cùng với mấy món xào để làm mâm cơm tươm thất Chào đón mẹ chồng ấy thế mà khi vừa ngồi vào mâm cơm Bà thân đảo mắt qua một lượt Rồi háng giọng vô một câu Ôi giời Đúng là không phải vất vả đổ mồ hôi ra kiếm tiền Mà chỉ sẵn tiêu Nên ăn uống như là tư sản ấy đang định gắp cho mẹ chồng miếng thịt gà Thì Thu nghe mẹ chồng nói như thế Thu hiểu ý bà Và cô lập tức nói luôn Dạ hôm nay mẹ mới lên Con mới chuẩn bị thức ăn như vậy Chứ ngày thường bọn con đâu dám ăn như thế này đâu mẹ Bà thân thấy con dâu nói vậy Thì bà lại quay ngoắt 180 độ À Thì ra có tôi lên Nên chị mới cho con trai tôi ăn cơm tươm tất Còn ngày thường chị bỏ đầy Bỏ liều nói chứ gì Khổ thân con trai tôi vất vả ra ngoài kiếm tiền vậy mà về nhà bữa cơm cũng chẳng được ăn no thấy mẹ chồng lươn lẹo kiểu gì cũng nói được thì thu tức lắm thu định nói lại bà vài câu nhưng nghĩ hôm nay bà vừa mới lên nếu cô cái lại bà thì sợ bà lu loa lên rồi thiên hạ nói cô là ngược đãi coi khinh mẹ chồng nên thôi thu lại nhịn biết mẹ mình nói vậy là quá đáng với vợ nhưng thắng cứ lặng thinh anh ta bảo với mẹ nay mẹ đi đường xa mệt rồi nên mẹ ăn đi xong vào phòng nghỉ chứ nói nhiều làm gì ờ ừ, mình ăn thôi con bà thân tự tay gắp thịt gà cho con trai và cho mình rồi ngồi ăn hì hục không thèm ngẩng mặt lên nhìn con dâu lấy một cái đến khi no thì bà đặt đũa mạnh xuống mâm lấy tờ giấy lau miệng rồi nói ôi mẹ mệt quá mới ăn mấy miếng mà đã no rồi giờ mẹ không ăn được nữa mẹ đi nghỉ đây vâng để con dẫn mẹ lên phòng Thắng nhanh nhỏ dẫn mẹ mình lên phòng Và ở đó to nhỏ với bà Dưới nhà chỉ còn mình thu Cô ngồi bần thần bên mâm cơm vừa ăn xong Giấy lau và xương gà bị mẹ chồng cô bày ra khắp mâm Chẳng biết bà có thói quen ăn mất nết Hay là bà cố tình làm như vậy nữa Thu thở dài rồi đứng lên bắt đầu dọn dẹp Nghĩ đến cảnh tượng mẹ chồng lúc ngồi ăn cơm vừa rồi Thu chợt thấy dùng mình Bà mới lên ở cùng cô ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi không biết sau này sẽ ra sao đây. Chồng cô từ ngày đổ đốn hay đi ăn nhậu và gái gú bên ngoài thì anh ta hoàn toàn đứng về phía mẹ mình chứ chẳng còn bên cô như trước nữa. Nên ở cái nhà này bây giờ cô đúng như là một con tép trong giỏ cua tránh đâu cũng chẳng thoát nghĩ mà nản nhưng biết làm sao bây giờ nên thôi đành tự mình cố gắng vậy hy vọng mẹ chồng cô dần dần sẽ hiểu và yêu quý cô hơn. Sáng hôm sau Thu dậy nấu bữa sáng cho mẹ chồng xong thì cô đi làm. Đến khoảng 11 giờ trưa, đang định về nhà nấu cơm cho mẹ chồng, thì anh Quân, chủ cửa hàng sửa xe máy ở cạnh tiệm tóc của cô chạy sang. Cô Thu, cắt cho tôi cái tóc và gội giúp tôi cái đầu với. Gớm, hôm nay anh Quân lại gội đầu dịch vụ cơ à? Từ khi anh đến đây, em có thấy có mấy khi anh sang gội đầu đâu? Ờ, hôm nay vội, cắt gội nhanh nhanh để tôi còn về làm. Vâng, khách hàng đã thường đế, em phục vụ anh ngay đây. Thu vừa nói vừa nhanh tay lấy kéo ra cắt tóc cho Quân. Quân và Thu là hàng xóm, cửa hàng hai người ở cạnh nhau, nhưng cả hai rất ít khi trò chuyện. Thỉnh thoảng Quân có sang chỗ Thu cắt tóc, thì hai người nói chuyện với nhau dăm ba câu. Quân tính tình cục mịch, ít nói. Anh nói năng kiểu nhát gừng rất là khó nghe. Ai mới tiếp xúc sẽ nghĩ anh là người khó tính và khó gần nhưng thực ra Quân có trái tim rất ấm áp Và biết quan tâm người khác Quân cũng là người ở quê lên thành phố Học nghề sửa xe máy xong Thì thuê địa điểm, mở cửa hàng luôn Anh đến thuê cửa hàng cạnh chỗ thu Cũng vài tháng nay Quân năm nay 25 tuổi Anh chưa có gia đình Là hàng xóm của nhau Nhưng Quân biết thu đã có gia đình Nên anh cũng ít qua lại Hôm nay do cửa hàng anh đông khách Nên anh tranh thủ sang cắt tóc gội đầu Lúc trưa cho đỡ vội mà cô Thu chuẩn bị về hay là đi đâu à Quân lên tiếng hỏi Thu Khi cô đang gội đầu cho anh Vâng hôm nay mẹ chồng em lên Nên em về nấu cơm ạ à. Vậy cô vui rồi Chắc là bà nhớ con lên chơi vài hôm Không mẹ chồng em bán nhà dưới quê Lên đây ở hẳn với bọn em Vậy cô vui rồi Có người đỡ đần cơm nước nhà cửa Lại tha hồ mà kiếm tiền Vâng ạ Thu nở một nụ cười Rồi lại nhanh tay gội đầu cho Quân Thu về đến nhà lúc gần 12 giờ trưa Hôm nay có mẹ chồng mới lên Nên cô mới về Chứ bình thường cô toàn ăn mì ở tiệm Đến tối thì mới về nấu cơm Hai vợ chồng cùng ăn Vừa dựng chiếc xe máy xong Thu đang nghe thấy tiếng mẹ chồng cô quát Chị định cho bà già này chết đói chắc Khổ cái thân già như tôi Bếp núc mới tôi không biết đằng nào mà dùng Nên nó cho ăn lúc nào thì được ăn lúc ấy Nó có bỏ đói cả ngày Cũng chẳng biết làm thế nào Chắc là mẹ đói rồi à? Để con đi nấu cơm ù một cái là xong. Con định về nấu cơm cho mẹ lúc 11 giờ. Nhưng lại có khách. Nên thành ra con về hơi muộn à. Thôi, chị không phải lá mày lá mặt thi làm gì. Bụng dạ chị thế nào chẳng lẽ tôi lại không biết. Chị vẫn cay cú tôi vì ngày xưa ngăn cản không cho thằng Thắng lấy chị. Nên bây giờ có cơ hội là chị trả thù tôi chứ gì. Cái thân già này cũng chưa biết chết lúc nào với chị. Mẹ... Con có làm gì đâu mà mẹ nói như vậy Hàng xóm nghe được lại tưởng con bạc ác với mẹ Mẹ mới lên chưa quen biếm đúc Nên con cũng về để nấu cơm cho mẹ Chứ có phải là bỏ đói mẹ đâu Vì con bận khách nên về hơi muộn Chứ đâu phải là con cố tình Ai biết là chị vô tình hay là cố tình Đến nước này Thì quả thực là Thu chẳng biết nói gì với mẹ chồng nữa Vì cô nói thế nào Bà ta cũng xoay sang ép cô cho bằng được Nên thôi tốt nhất là im thu buồn bã đi vào trong nhà nấu cơm trưa cho mẹ chồng chuyện bữa trưa thu về nấu cơm cho mẹ chồng muộn tưởng như thế là thôi nào ngờ tối đến khi thắng đi làm về bà thân lại kể tội con dâu bà cố tình nói to để cho thu cũng nghe thấy tháng này ta đã nói với mày là bán đất ở quê thì để lại cho tao mấy mét để tao dựng túp lều để lấy chỗ chui rút ra vào vậy mà mày không nghe đem bán hết Giờ ta vác cái thân già này lên đây Con dâu nó xem như là người ăn nhờ ở đậu Nó thí cho miếng nào thì được miếng đó Mẹ thấy nhục quá con ạ à. Giờ mẹ đã già Cháu đi chẳng có Con dâu thì khinh Tự hỏi mẹ biết sống đi nào đi con Bà thân vừa nói vừa chảy ra mấy giọt nước mắt Ra vẻ tủi thân lắm Thắng thấy mẹ mình kẻ khổ như thế Anh ta không hỏi cụ thể xem Đã xảy ra chuyện gì Mà cứ thế vùng đứng dậy Mặt hầm hầm Tiến gần đến chỗ Thu và quát lớn Cô xem lại cách ăn ở của mình đi Mẹ già rồi Dù không thích nhưng bà cũng là mẹ tôi Nên cô liệu liệu một đối xử Chứ đừng có thái độ khinh thường mẹ như vậy Thắng vừa quát vừa nhíu hai hàng lông mày lại với nhau Thu nhìn chồng Mà thấy vừa sợ vừa chán nản Trước kia dù mẹ anh có kể tội cô thế nào Thì anh cũng im Nhưng bây giờ thì anh đã thay đổi Anh đã quát mắng chửi bới Và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô Thu không ngờ người đàn ông cô từng yêu say đắm và từng mặn nồng đầu ấp tay gối với anh bây giờ lại biến thành một kẻ vũ phu với bộ dạng đáng sợ như vậy. Em làm gì mà anh bảo em khinh thường mẹ anh? Em đi làm, bận khách nên về nấu cơm trưa cho mẹ có hơi muộn một chút nhưng có phải em bỏ đói mẹ anh đâu. Anh ở giữa mà chỉ biết nghe lời mẹ không biết trái phải thế nào nhưng anh cũng không hỏi em mà cứ thế quát mắng em là sao? Thắng đang điên tiết lại thấy vợ gân cổ lên cãi mình thì máu anh ta sôi lên bước lên hai bước thắng tát vào mặt thu hai cái mày còn già mồm cái à bố mày nói mày thế mà mày thấy oan ức lắm à Mày gân cổ lên cái này thì cãi này cãi này này bố đánh cho mày cho chừa cái thói hay cãi đi thắng vừa chửi vừa túm lấy tóc thu giật mạnh về phía sau đây không phải là trận đòn đầu tiên của thắng dành cho cô mà đã một vài lần anh ta hành động thú tính như thế Thu nhớ lần đầu phát hiện anh ta đi với bồ Cô tức tối quát mắng Thì anh ta đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô Lần đó Thu sốc lắm Cô không ngờ anh ta lại vũ phu như vậy Thu cũng làm lớn chuyện Giận dỗi Nhưng anh ta lại ngon ngọt dỗ dành Và nói lời xin lỗi Thế là Thu lại mổi lòng và cho qua chuyện Anh ta luôn hứa là không đánh cô Và không đi cặp bồ nữa Nhưng hình như anh ta vẫn chứng nào tật nấy hôm nay cô mới nói lại anh ta một câu mà anh ta đã cho cô một trận đòn như tử thế này đời cô đúng là khổ quá rồi mà thu nằm lăn lóc trên nền nhà mẹ chồng cô nhìn thấy nhưng cũng không nỡ ra tay đỡ cô dậy hay là trách mắng con trai bà một câu hình như bà ta nghĩ thu bị đánh như vậy là đáng đời thì phải đã có lúc thu nghĩ đến việc chia tay thắng nhưng cô vẫn còn yêu và còn thương anh ta với lại cô nghĩ đến bố mẹ mình sợ ông bà không chịu được cú sốc cô bỏ chồng một lần nữa dù gì cô cũng đã từng bỏ chồng một lần nếu giờ cô lại làm như vậy nữa thì chắc ông bà suy nghĩ mà chết mất nên thôi thu cố nhịn mong thắng nghĩ lại mà thay tính đổi nết trở về là anh như ngày xưa để hai người có thể hạnh phúc bên nhau sáng hôm sau dù bụng thu vẫn còn đau nhưng cô không thích ở nhà với mẹ chồng nên cố lê cái xác của mình ra tiệm Đang lúi húi mở khóa cửa Thì anh nghe tiếng quân hỏi Này cô Thu ra tiệm sớm thế Chúc cô một ngày may mắn nhé Thu ngẩng mặt lên nhìn quân Và nở một nụ cười Tôi cũng chúc anh một ngày đông khách nhé Vâng Quân cười thật vô tư Rồi nhanh chóng vào làm việc Hôm nay cửa hàng của Thu và quân Đều thấy vắng khách Ngồi từ sáng mà chưa thấy có ai hỏi thăm Quân thì cứ đi ra đi vào ngắm đường xá Còn Thu cô nằm dài trên chiếc ghế hội đầu Lướt điện thoại Bỗng nhiên trên màn hình điện thoại của Thu Thấy có số của Thúy Bạn thân của cô gọi đến Này mày đang ở đâu đấy Thúy cất tiếng hỏi Thu qua điện thoại Tao thì ở đâu được ngoài cái tiệm tóc Tao vừa nhìn thấy thằng chồng mày Cùng một con trẻ đẹp đi vào nhà nghỉ đấy Thật à Anh ta hứa là bỏ cái thói trăng hoa rồi mà vẫn còn cặp kè bên ngoài à Đúng là không được cái nét gì hết Mà mày gửi địa chỉ cho tao đi Tao phải bắt tận tay Dây tận mặt thì nó mới chừa được Thu nói xong thì tắt cuộc gọi với Thúy Ngay lập tức Thúy đã gửi vị trí nhà nghỉ Mà chồng Thu và ả nhân tình đang ở với nhau cho Thu Thu khoác vội cái áo Cầm túi sách và đóng cửa tiệm để đi Cô bước xuống đường chờ taxi Khoảng 10 phút trôi qua Mà vẫn không thấy chiếc xe nào thu đang định vào nhà lấy xe máy thì quân lên tiếng hỏi cô định đi đâu à nếu cô vội thì để tôi chở cho nhanh thu lưỡng lựa vài giây rồi cô cũng gật đầu tôi đi có việc đang vội nhưng tôi sợ tay lái mình yếu nên đi xe không an toàn vậy nếu anh không bận thì chở tôi đi một lúc ạ à? được ngay không vấn đề gì quân nhanh chóng dắt chiếc xe máy và bảo một cậu em đang học việc trông coi cửa tiệm để anh chở thu đi ngồi sau xe của quân mà chống ngực thu cứ đập liên hồi cô hồi hộp khi đi bắt chồng ngoại tình sao thu thấy chua chát và đau đớn quá sau khoảng 30 phút thì quân đã chở thu đến địa chỉ cô cần đến anh cho tôi xuống đây nhé tôi có chút chuyện ở bên trong anh chờ tôi xong lát tôi ra thì lại chở tôi về quân cài hai chiếc mũ bảo hiểm vào xe rồi ngước mắt nhìn quanh một lượt anh tự nhủ cô ta đến nhà nghỉ làm gì nhỉ chẳng lẽ cô ta có bồ không không chẳng ai đi cặp bồ lộ liễu như thế này mà mặt thì lại đầy căng thẳng thế kia hết cô có chuyện gì à có anh cứ chờ tôi ở đây nhé ừ để tôi sang quán nước ngồi lúc nào cô ra thì gọi cho tôi nhé vâng thôi nhanh chân bước vào bên trong nhà nghỉ mà đôi chân cô chịu nặng thật chẳng sung sướng gì cái cảnh đi bắt gian chồng này cô cũng như bất cứ người phụ nữ có chồng nào đều không muốn phải đến đây để chứng kiến cảnh chồng mình ngủ với người đàn bà khác thu cũng từng đến nhà nghỉ để bắt gian chồng mấy lần rồi mà lần này cô vẫn thấy run mỗi lần bị thu bắt tại trận việc thắng ăn nằm với người phụ nữ khác thì anh ta đều năn nỉ cầu xin và hứa không tái phạm nhưng rồi anh ta vẫn lén lút ngoại tình bên ngoài quá tam ba bận lần này nếu thực sự cô mà bắt gặp anh ta ở với người đàn bà khác nữa thì chắc chắn là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa vì thực sự khi đó niềm tin của cô với thắng đã hết và niềm tin hết thì tình yêu chết của hôn nhân của cô và anh ta sẽ chấm dứt từ đây cô kia cô đi đâu đấy thu đang suy nghĩ lung tung như vậy thì tiếng nhân viên nhà nghỉ hỏi làm cho cô dần mình thu tiến đến và trình bày với anh ta việc cô đến đây để gặp chồng mình thu phải đưa chứng minh thư ra Thì họ mới cho cô vào trong Bước lên tầng 2 Thu đang ngó nghiêng số phòng Thì thấy một cánh cửa bật mở Chồng cô và ả nhân tình Đang ôm nhau đi ra Miệng cười nói hả hê với nhau Nhìn thấy Thu Cả hai bỗng im bặt Mặt thắng thì biến sắc Đồ đê tiện, bị ổi Anh là một thằng tồi Anh đã hứa với tôi như thế nào Mà nay vẫn còn qua lại với con đàn bà này hả Cô... sao cô lại đến được đây Sao tôi đến được đây à Ông trời đưa tôi đến đây Đến để bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ Các người đang hú hí với nhau Nếu hôm nay tôi không đến Thì anh còn tiếp tục lừa dối tôi đến bao giờ hả à? Đồ đẻo Còn cô nữa Đồ gái đĩ Biết anh ta đã có vợ rồi mà cô vẫn sán đến Cô có còn là con người nữa hay không Thu lao đến Túm lấy tóc ả nhân tình của chồng Và cứ thế giật lia lịa Vừa giật tóc thu vừa chửi Đồ gái đĩ này tao đánh cho mày chừa cái thói đi cướp chồng và phá nát hạnh phúc của gia đình người khác đi lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn không hiểu sao mày phải ăn đòn thì mới chịu thôi đúng không vị thu giật tóc rất đau nhưng ả à, nhân tình của thắng không hề sợ sệt hay là kêu khóc ả à, ta vẫn cố vênh cái mặt của mình lên để nói với thu chị làm như vậy thì giải quyết được gì chị có chồng mà không giữ được để anh ta tìm đến tôi giờ còn đến đây la lối đánh ghen làm gì sự chơ trẽn của ả ta làm cho thu tức điên người máu trong người cô sôi lên toàn thân cô phừng phừng như lửa thu giơ tay lên cao định tát thật mạnh vào mặt ả ta thì lập tức thắng đã giữ tay cô lại và quát cút cô cút ngay cho tôi cô là cái thá gì mà dám đánh cô ấy anh buông tay tôi ra anh còn bênh cô ta hả đúng là đồ đĩ điếm thiếu giáo dục như nhau mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã tôi tưởng anh đi nào nhưng hóa ra cũng rẻ tiền như cô ta mà thôi Bốp Một cái tát thật mạnh dáng xuống mặt Thu Thấy khóe miệng có gì đó ướt ướt Thu đoán là máu Đưa tay lên quẹt miệng Rồi Thu nhếch mép cười Anh được lắm Giờ thì anh lộ rõ bản chất sở khanh của mình rồi chứ gì Đúng Tao sở khanh đấy Xem mày làm gì tao Tao chán mày lắm rồi Cái ngữ đàn bà ngực lép Bụng cũng lép nốt Người khô như que củi Thì thử hỏi có thằng đàn ông nào yêu được anh... anh... anh đúng là thằng đàn ông đê tiện mà Tôi đã lầm khi yêu và lấy anh Hơn hai năm nay tôi đã sống cùng một thằng đẻo mà không hề hay biết Cảm ơn anh vì đã cho tôi biết rõ bộ mặt thật của anh Chúng ta sẽ chấm dứt từ đây Còn cô, nếu cô thấy anh ta hợp với khẩu vị của mình Thì tôi sẽ nhường lại cho cô Nhưng cô cũng nên nhớ Cái thứ mà tôi đã khạc ra thì chẳng báo bở gì đâu Nó tẩm lậm hơn cô tưởng đấy <laughs> Thu nói xong thì quay mặt bước đi thật nhanh Để cho Thắng và ả nhân tình của anh ta tức muốn học máu ra mồm Thu đi xuống điên sân Thì nước mắt cô tự nhiên tuôn ra Vậy là hết Hết thật rồi Tình yêu của cô và anh ta đã hết Vạn vật trên thế gian này Cũng thật kỳ lạ Vạn vật đều chẳng có gì là bất biến Mà tất cả đều thay đổi theo thời gian Con người và tình yêu cũng vậy Từ một chàng trai lịch lãm hết lòng yêu chiều vợ Thắng đã nhanh chóng biến thành một thằng đàn ông tồi tệ vũ phu với vợ. Tình yêu của anh ta với cô ngày nào giờ cũng như khói như mây tan vào không gian mà chẳng để lại chút dư vị ngọt ngào nào. Có chăng thì đó cũng chỉ là nỗi chua xót đắng cay ngậm ngùi của người con gái bạc mệnh như Thu mà thôi. Thu vừa bước ra khỏi cánh cổng nhà nghỉ thì từ quán nước bên kia đường quân lật đật chạy sang. Nhìn thấy Thu có sắc mặt không tốt ở khóe miệng còn dính chút máu khô Thủy quân hốt hoàng hỏi Cô làm sao thế? Ai đánh cô à? Cô cần tôi giúp gì không? Tôi không sao, mình về thôi Thu lấy giấy lau nốt vết máu còn dính ở miệng Rồi nhanh chóng ngồi lên xe máy của quân để anh chở cô về Suốt quãng đường từ nhà nghỉ về nhà Cả Thu và quân đều im lặng không nói với nhau cô nào Quân biết chắc chắn là Thu đã xảy ra chuyện gì đó Anh thấy nỗi buồn và sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô nhưng anh không biết nên hỏi cô thế nào Anh sợ nhớ đâu mình hỏi Lại vô tình chạm vào nỗi đau của cô Quân chở thu về Đến cửa hàng Thì cô nói mình mệt nên đóng cửa tiệm Về nhà nghỉ Quân cũng khuyên cô Nếu mệt thì nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm Thu đóng cửa tiệm Và lên xe máy về nhà Từ tiệm cắt tóc về nhà cô Chỉ có hai cây số Mà Thu thấy con đường dài vô tận Về đến nhà mình Thu đi thẳng lên phòng Bước đến chân cầu thang Thấy mẹ chồng Thu cũng chẳng buồn hỏi Bà thân thấy thế thì lại dở giọng nói đẻo Hôm nay chị bị ma nhập hay sao Mà về nhà vào lúc này Lại còn dương cái mắt lên nhìn mẹ chồng Không đem hỏi nữa Đúng là cái loại con gái chẳng được cái nết gì Mồm có mà như câm Lấy chồng cũng không đẻ nổi một muộn con Nhà này đúng là hết phúc Nên mới lấy phải đứa con dâu như cô Mẹ bớt nói đi không Nay con mệt lắm nên không có sức để nghe mẹ chửi nữa đâu Bao lâu nay nghe mẹ chửi nhiều Giờ con cũng chán lắm rồi Thu nói xong mấy câu đó Thì im lặng Cô đi thẳng lên phòng mình Và đóng sầm cửa lại Đến chiều tối cô cũng không dậy nấu cơm Bà thân thấy cô như vậy Thì tưởng cô giả vờ mệt để trốn nấu cơm Nên thỉnh thoảng bà cứ đi qua cửa phòng cô Và chửi bóng chửi gió Thu ở bên trong Biết mẹ chồng đang nói cạnh nói khóe mình nhưng cô kể Giờ thì cô cãi nhau với bà ta làm gì nữa cho phí sức Cô ngồi viết nốt tờ đơn ly hôn cho xong 8 giờ tối Thắng về đến nhà Anh ta nhanh chóng tắm gội Và ngồi vào bàn ăn cơm cùng mẹ Không thấy thu đâu Nhưng anh ta cũng chẳng thèm hỏi Mà cứ thế cắm đầu vào ăn Đang ăn thì Thu đi từ trên nhà xuống Cô đặt tờ đơn ly hôn lên bàn và nói đơn ly hôn tôi đã viết xong giờ anh ký đi chúng ta đã giải thoát cho nhau cả hai mẹ con bà thân đang nhai miếng thức ăn trong mồm thấy thu nói như vậy thì nuốt vội vào trong để nói do miếng thịt trong mồm bà thân to quá răng bà ta kém nhai chia kỹ nên khi nuốt vào đã bị mắc ở cổ họng bà ta nghẹn há hốc mồm kêu lên ú ớ mẹ ăn từ từ thôi chứ nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa chết vì cái tội tham ăn Thắng vừa nói mẹ Vừa chạy đi lấy nước cho bà Thu nhìn cảnh tượng trước mắt Mà không nhịn được cười Cô lắc đầu và nở một nụ cười khinh bỉ Thắng thấy Thu như vậy Thì trợn mắt quát Cô cười cái gì? Đáng cười sao? Tôi vui thì tôi cười thôi Vui sao? Được Rồi cô sẽ biết thế nào là vui Thắng cầm tờ đơn ly hôn trên bàn lên Và xé toạc nó làm hai mảnh Rồi ném nó xuống đất Bà thân lúc này đã hết nghẹn Nhìn con trai sẽ mất tờ đơn ly hôn Lại tưởng anh ta không muốn ly hôn Thì hốt hoảng kêu lên Sao con lại xé Cuối cùng nó cũng đồng ý giải thoát cho con rồi Thì con phải ký ngay đi chứ Con phải bỏ nó thì mới lấy được vợ khác Và đẻ cháu nội cho mẹ bế chứ Cứ nhùng nhằng như thế này Thì nhà này tuyệt tự à Mẹ yên tâm Không phải con không muốn bỏ cô ta Con chán nghĩ cô ta rồi Nhưng người làm đơn là con Là con bỏ cô ta Chứ không phải là cô ta bỏ con là con chơi chán cô ta rồi Cô ta không còn giá trị nữa nên con bỏ Chứ nếu để cô ta làm đơn Thì thiên hạ nghĩ con là thằng bỏ đi Bà thân gật gật đầu Ra vẻ hiểu ý con trai mình Rồi nói Ừ ờ, con làm thế nào cũng được Miễn là tống cổ nó đi cho mẹ <cười> <cười> Anh muốn làm đơn sao Được Vậy anh soạn nhanh lên để tôi ký Chứ ở đây nhìn cái bản mặt ghê tởm của mẹ con nhà anh Mà tôi thấy dùng hết cả mình Tôi nói trước tài sản chia đôi anh lấy nhà thì đưa tiền cho tôi thu bình tĩnh nói với thắng như vậy bây giờ thì cô không còn cảm thấy buồn lo lắng hay sợ sệt gì nữa mẹ con anh ta đã sống cạn tình cạn nghĩa với cô thì chẳng có lý do gì để cho cô phải nể nang họ cả tiền sao cô bảo tôi đưa tiền sao cô làm được cái gì ở cái nhà này mà đòi chia tài sản tôi làm được gì hay không thì anh tự biết mà kể cả tôi có không làm được gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có công ở đây Của chồng công vợ mà Tôi là người tử tế Nên chỉ yêu cầu chia đôi căn nhà Nếu anh không nghe Thì để nhờ tòa án chia hộ Tôi nói trước Đến lúc đó Thì tôi không nhượng bộ đâu đấy Mọi thứ đều chia đôi hết Kể cả chiếc xe ô tô anh đang đi Trước những câu nói rõ dạc của Thu như thế Thì Thắng nghe cũng trờn Anh là người có học Nên chút kiến thức pháp luật đó Anh cũng nắm được Nên anh ta từ từ xuống giọng cô chờ đấy mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho cô ký để cô nhanh biến khỏi đây vậy là ngay ngày hôm sau đơn ly hôn của thắng và thu đã được hai người ký xong và gửi lên tòa án trong khi chờ tòa án gọi giải quyết thì thu vẫn đi làm tối cô về nhà và ngủ riêng từng ngày biết thu chắc chắn sẽ ly hôn với con trai mình để cho anh có cơ hội đi lấy vợ khác và sinh cháu nội cho mình thì bản thân không đoái hoài gì đến cô nữa bà cho rằng cô sớm muộn gì cũng rời khỏi nhà con trai bà nên cô muốn làm gì thì làm cô nấu cơm cô ăn hôm nào cô không thích ăn ở nhà thì cô ăn ở ngoài rồi mới về nhà hôm nay thu nhận được giấy mời của tòa án là ngày kia sẽ lên tòa để giải quyết ly hôn nên cô mừng lắm vậy là cuối cùng cô cũng sắp được giải thoát rồi đóng cửa hàng xong thu đi ăn phở rồi mới về nhà Lúc cô vừa tắm xong Tóc vẫn còn ướt Đang định đi ra để sấy tóc cho khô Rồi lên giường nằm Thì Thắng đẩy cửa bước vào Giọng anh ta ngà ngà say Này cô vui lắm hả Vì sắp bỏ được tôi Vui Tôi vui như là bắt được vàng luôn ấy Anh không vui sao Vui chứ tôi rất vui nữa là đằng khác Thắng vừa nói vừa bước lên gần chiếc giường Anh ta loạn choạng và ngã luôn xuống Thú biết anh ta đã say thì tiến đến cầm hai tay kéo thật mạnh anh ta dậy. Anh say rồi, về phòng mình ngủ đi. Tôi không say. Thắng bị Thu kéo thì anh ta nhanh chóng dùng tay mình giữ chặt lấy tay Thu và lôi ngược cô lại về phía mình. Bị kéo bất ngờ, Thu ngã người mình lên người Thắng. Anh ta cứ thế trồm dậy đè cô xuống. Vừa ghi Thu trong lòng, anh ta vừa làm nhảm. Tối nay tôi muốn ngủ với cô. Thu dãy ruộng, cố thoát người khỏi Thắng. Nhưng cô không thể vì anh ta khỏe hơn Anh buông tôi ra Tránh ra khỏi người tôi Anh là đồ kinh tởm Mặc cho Thu dãy dụa chửi bới Thắng không hề có ý định thả cô ra Anh ta hôn hít khắp cơ thể cô Mùi của rượu Lẫn với mùi thức ăn từ miệng Thắng Phả vào mặt Thu Làm cô thấy buồn nôn Cô cố hết sức đẩy Thắng ra Nhưng vẫn không thể nào đẩy được Bất lực Thu đành nằm im Cô nhắm nghiền mắt lại cho Thắng giày vò thân xác mình Cô nằm bất động, để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Một tuần sau thì thủ tục ly hôn của Thu và Thắng cũng được tòa án giải quyết xong. Do hai người không có con, Thu chỉ yêu cầu chia đôi căn nhà nên mọi việc được giải quyết dễ dàng. Thắng lấy lại căn nhà nên anh ta phải đưa cho cô một số tiền trị giá bằng một nửa của căn nhà. Giải quyết xong xuôi mọi việc, Thu dọn quần áo đồ đạc và thuê xe trở đi. Trước mắt cô cứ ra ở tạm cửa hàng rồi tìm phòng trọ sau tôi ly hôn rồi thu nói với quân khi anh sang nhà cô giúp cô khiêng đồ vào bên trong ờ hôm chở cô đi đến nhà nghỉ tôi cũng đoán chắc vợ chồng cô xảy ra chuyện nhưng tôi vụng về không biết nói thế nào để an ủi cô nay thấy cô chở đồ ra đây tôi cũng đoán được sự việc thôi con người có số cô ạ à, cô cứ vui vẻ thoải mái lên vâng tôi cảm ơn anh À mà giờ cô tính ở đây luôn à Ở đây sao được anh Cửa hàng chật trội Khách ra vào bất tiện lắm Trước mắt tôi ở tạm mấy hôm rồi đi tìm nhà trọ Hay là cô đến khu tôi trọ đi Ở đó nghe nói đang chống phòng đấy Thật sao Vậy tối nay anh về hỏi chủ nhà giúp tôi Có gì mai tôi qua gặp trực tiếp Được không vấn đề gì Quân hồ hởi Giúp đỡ Thu hỏi nhà trọ Thế là Thu nhanh chóng chuyển đến ở cùng khu trọ của quân vậy là thu đã tìm được chỗ ở cô cũng an tâm phần nào giờ thì vui vẻ thoải mái mà làm ăn thôi từ nay cô sẽ sống cho chính mình trước mắt cô sẽ không về quê để tạm thời giấu bố mẹ cô việc mình ly hôn nếu bà có hỏi thì cô nói bận không về được chờ thêm thời gian nữa cô sẽ lựa lời nói với bố và chị gái trước để họ làm công tác tư tưởng dần dần cho mẹ cô còn nếu đến một lúc nào đó Chuyện cô ly hôn vỡ lở ra không giấu được nữa Thì cô sẽ về nhà Để bà muốn làm gì cô thì làm Cứ nghĩ đến thái độ của mẹ Khi bà biết mình ly hôn lần nữa Là thu dùng mình sợ hãi Nhưng cô biết làm sao bây giờ Cô không thể nhịn nhục để sống thêm với tháng ngày nào nữa Anh ta là một thằng đàn ông đều cáng Cô không thể chôn vùi Cả đời mình để làm ô xin không công cho nhà anh ta được Cô muốn được tự do và có cuộc sống vui vẻ. Hai tháng trôi qua, Thu cũng ổn định cuộc sống sau ly hôn. Cô không còn nghĩ ngợi hay cảm thấy quá buồn về chuyện đó nữa. Ngày mới ly hôn xong, Thu cũng từng có ý định rời khỏi đây, tránh xa tầm mắt của tiên chồng vũ phu đó. Nhưng rồi Thu nghĩ, cô chẳng việc gì phải đi đâu hết, cô có làm gì sai đâu. Công việc của cô ở đây đang có lượng khách ổn định, nếu cô chuyển đi nơi khác, cô lại phải bắt đầu lại từ đầu như vậy sẽ rất khó khăn với lại cô sẽ ở lại đây để chống mất lên xem rút cục mẹ con anh ta sẽ đi đến đâu nói thì nói vậy thôi nhưng nếu thường xuyên phải chạm mặt mẹ con nhà anh ta chắc là thu cũng thấy tẩm lợm đến chết mất cũng may cửa tiệm của cô không quá gần nhà với lại ngược đường anh ta đi làm nên gần như thu không phải chạm mặt tên chồng cũ mất dạy đó hôm nay trong lúc thu đang ở cửa tiệm thì tự nhiên cô bị ngất xỉu Người khách ở trong quán lúc đó thấy cô như thế Thì hốt hoảng chạy sang gọi quân giúp đỡ Quân tức tốc bế cô lên taxi Đến phòng khám gần nhất Đến nơi Thu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu Sau khoảng 30 phút Thì Thu tỉnh lại Người bác sĩ khám cho cô Vui vẻ nhìn cô và nói Chúc mừng hai người nhé Cô có thai được 8 tuần rồi Đang nằm trên giường bệnh Nghe bác sĩ nói vậy Mà Thu giật mình Liệu có nhầm lẫn gì không? Sao cô lại có thai được? Trong suốt thời gian sống cùng với Thắng Việc quan hệ của vợ chồng cô vẫn đều đặn Nhưng cô có thấy hiện tượng gì đâu Bây giờ sao tự nhiên cô lại mang thai được Bác... bác sĩ nói tôi có thai sao Thu xúc động hỏi lại bác sĩ Đúng rồi, thế cô không biết gì à Tôi... tôi... Em bé đã được 8 tuần tuổi rồi Nhưng sức khỏe của cô yếu lắm nên cô chú ý giữ gìn sức khỏe nhé vâng ạ anh là chồng cô ấy nhớ chăm sóc cô ấy chu đáo cho cô ấy ăn uống đầy đủ thì cái thai mới phát triển tốt được người bác sĩ quay sang nói với quân như vậy anh hơi đỏ mặt định đứng dậy thanh minh là mình không phải là chồng thu nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi không nói nữa sau khoảng vài tiếng đồng hồ được bác sĩ tiêm truyền thì thu cũng hồi người trở lại cô bảo quân đi về Quân đưa Thu ra cổng gọi taxi Anh đưa luôn Thu về phòng trọ Chứ không qua cửa tiệm nữa Về đến nhà Quân nói với Thu Chúc mừng cô nhá Cô sắp được làm mẹ rồi Cô nhớ ăn uống đầy đủ và đúng bữa Từ giờ tôi có con rồi Không còn một mình nữa Nên không được bỏ bữa như trước nữa đâu đấy Giờ phải ăn vì con Nếu thấy mệt hoặc cần gì Thì cứ nói với tôi Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cô Vâng cảm ơn anh tôi cũng không ngờ mình có thai, hai năm sống cùng chồng, chúng tôi không kế hoạch gì nhưng cũng không có thai. Giờ ly hôn rồi lại nghe bác sĩ nói mình có thai, thực sự tôi cũng có chút không tin cho lắm. Thu nói với Quân mà ánh mắt đượm buồn. Quân nhìn Thu như vậy, anh cũng thấy thương cho thân phận cô. Bất giác, Quân muốn mình được che chở cho người con gái này, anh muốn đem trái tim ấm áp của mình đến sưởi ấm trái tim bị tổn thương của cô không tin là không tin thế nào bác sĩ không nói sai đâu con cái là của trời cho nó xuất hiện như một cây duyên lúc nào duyên tới thì nó đến không ai biết trước được nên cô đừng nghĩ ngợi làm gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe vâng vậy là từ khi thu biết mình mang thai cô không dám ăn uống thất thường nữa sợ ảnh hưởng đến con cô còn uống bổ sung thêm sắt và canxi như là lời bác sĩ dặn đều đặn cô đi siêu âm và khám thai định kỳ để theo dõi sự phát triển của con cuộc sống cứ thế trôi đi cuộc sống của thu giờ đây có niềm vui và hy vọng mới cô vui và hy vọng ngày con cô chào đời hai mẹ con cô sẽ sống vui vẻ bên nhau khi thu có thai được 4 tháng cô nghĩ việc mình ly hôn cũng cần phải nói cho mẹ mình biết do cô đã gọi điện tâm sự với chị gái và bố mình trước để họ làm công tác tư tưởng cho bà mùi nên khi cô về và nói với mẹ mình rằng cô đã ly hôn với Thắng Thì bà Mùi cũng không quá sốc Bà chỉ ngạc nhiên vì cái bụng của cô Trưa hôm cô mới về Sau khi ăn cơm xong Thì bà Mùi kéo Thu vào phòng mình và hỏi Bố của đứa bé trong bụng mày là ai? Điều đó quan trọng gì nữa đâu mẹ Giờ nó chỉ cần có con là mẹ là đủ Nói thì nói vậy Nhưng mẹ vẫn phải biết bố đứa bé là ai Đừng nói là mày lăng nhăng với đứa khác để có bầu Nên nó mới bỏ mày đấy nhá Mẹ Thu nói lớn khi nghe bà mồi nói như vậy Con là con mẹ Sao lúc nào có chuyện gì xảy ra Mẹ cũng đều nghĩ xấu về con mình trước là thế nào Mẹ không phải là nghĩ các con xấu Mà sự thật rành rành ra đấy Hai năm ở cùng chồng không có con Mày đi khám bác sĩ nói không sao Giờ ly hôn xong Mày vác cái bụng trời nhảnh thế kia Thì ai chả nghĩ là mày ngoại tình đang giận mẹ nhưng thu thấy bà nói cũng có lý rõ ràng cô đi khám không sao nên việc vợ chồng cô không có con khả năng nguyên nhân là do thắng nên bây giờ cô ly hôn rồi mà lại có bầu thì chắc ai cũng nghĩ cô ngoại tình thật con cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa nhưng chăng cái số con nó thế có con vào lúc chẳng ai ngờ nhưng con không nói cho ai biết bố đứa bé chính là anh ta nên mẹ cũng dặn mọi người trong nhà là không được nói với ai về chuyện này con không muốn liên quan gì đến cái nhà đó nữa ừ nhưng bây giờ con bụng mang dạ chửa thế này sống một mình trên đó mẹ không yên tâm hay là về quê sống đi con dù gì cũng có bố mẹ anh chị không sao đâu mẹ công việc của con ở trên đó đang ổn định với lại con không muốn về đây hàng xóm họ dị nghị làm bố mẹ đau đầu đau đầu gì nữa giờ mẹ nghĩ thoáng rồi tai tiếng cũng mang rồi không ai cấm được miệng lưỡi thế gian, ai thích nói gì thì nói, giờ mẹ chỉ cần các con mẹ sống vui vẻ là được." Câu nói của bà Mùi làm cho Thu xúc động, cô đi đến ôm mẹ vào lòng, thực lòng cô rất thương bà, bà đã vất vả nuôi anh chị em cô khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng cho cả ba. Nhưng lần lượt các con của bà đều đổ vỡ trong hôn nhân, điều đó làm bà khổ tâm nhiều lắm. Bà nóng nảy hay cáo gắt và quát tháo các con cũng đều về những dần vặt trong lòng mà bà phải chịu đựng cô không trách bà hôm nay nghe bà nói như vậy thuộc cảm động vô cùng lòng cha mẹ quả thực bao la cha mẹ luôn là vòng tay ấm áp che chở cho các con kể cả khi các con đã trưởng thành dù ta có già đi chăng nữa thì trong lòng mẹ ta vẫn luôn là đứa bé bỏng mẹ muốn che chở ngày nào trở lại với cuộc sống của mẹ con nhà thắng sau khi ly hôn với Thu, Thắng bắt đầu lao vào những cuộc tình với những cô gái trẻ có thân hình nóng bỏng. Bà thân thấy con trai như thế thì không thích một tí nào. Bà muốn con trai bỏ vợ là để cưới người khác, để còn đẻ cho bà đứa cháu. Chứ đằng này, anh đã cứ lăng nhăng hết cô này đến cô kia thì biết bao giờ bà mới có cháu bí bồng. Sốt ruột vì mãi chưa thấy Thắng dắt cô nào về nên bà thân nói với anh. Thắng này, mày bỏ cái thu cũng mấy tháng rồi mà chưa thấy mày đưa đứa nào về cứ nhằng nhít ở bên ngoài cũng không tốt đâu con ạ. À. Xem có đứa nào dẫn về và cưới luôn đi để mẹ còn có cháu mà mày thì cũng yên bề ra thất. Ôi giời, tưởng chuyện gì chứ chuyện lấy vợ thì mẹ không cần lo, gái theo con cả đống. Gái theo thì mẹ biết là mày có nhiều rồi, mày đẹp trai tài giỏi lại có tiền thì thiếu gì đứa theo. Nhưng vấn đề là cần phải cưới một đứa về Thì mẹ mới có cháu chứ Được rồi mẹ cứ chờ thêm một thời gian nữa Con xem đứa nào ưng Thì dẫn về làm dâu mẹ luôn Ờ ừ, nhớ nhanh nhanh lên đấy Chứ mẹ già rồi không đợi lâu được đâu Ok mẹ Thắng nói như thế là để bà thân yên tâm thôi Chứ anh ta không thích ràng buộc vợ con làm gì cho mệt người Anh ta thích cô nào thì cặp với cô đó Chán anh ta lại bỏ Cuộc sống của anh ta là muốn được hưởng thụ những thứ mới lạ như vậy thì nó mới có ý nghĩa chứ lấy vợ vào đi đâu cũng bị quản thúc rồi lại đánh ghen mệt người thời gian này công ty bất động sản của thắng đang làm một dự án lớn nghe nói ở ngoại ô sắp có một dự án phát triển đô thị vệ tinh đất ở đó đang lên giá lắm nên tất cả mọi người đều đổ dồn về đó họ muốn có được những mảnh đất ở đó để nay mai kiếm lời bạc tỷ Hôm nay Thắng cũng ra ngoại ô để thăm dò tình hình đất cát ở đó. Nếu có cơ hội thì cũng đầu tư vài miếng. Nay mai khi dự án đi vào thực hiện, anh sẽ phất lên thành một đại gia. Đang nhìn ngắm mảnh đất khoảng 5.000 mét vuông, mà theo dự tính là đường cao tốc sẽ đi qua, thì Thắng được một bà già bán nước gọi vào. Này chú ơi, chú tới xem đất đi hả? Vào đây uống nước cho mát đã. Nghe lời bà cụ, Thắng cũng ngồi vào quán, vừa là để uống nước, vừa là để dò hỏi thông tin về mảnh đất đáng giá ngàn vàng kia. Chú đến xem đất hả? Dạo này cũng có nhiều người đến đây xem đất lắm. Vâng, mảnh đất này là của nhà ai đấy bà? À, mảnh đất này là của ông Lai. Có mấy người vào hỏi rồi nhưng ông ấy nói không bán. Kể cũng khổ, đất nhiều, tiền nhiều, nhưng cuộc sống của ông ta cũng bất hạnh lắm. Sao bà lại nói vậy? Miếng đất này giá ngàn vàng Có mảnh đất này phải sung sướng mới phải chứ Ờ à thì tôi có nói ông ấy thiếu tiền đâu Tôi nói ông ấy khổ Là vì cuộc đời nhiều vất vả Vợ mất sớm Có mỗi đứa con gái lại chậm chạp Không được lanh lợi như người bình thường Nên năm nay 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy được chồng Ngày xưa nghe nói Ông ấy đi bộ đội vào chiến trường Tây Nguyên Bị nhiễm chất độc da cam Nên sau khi vợ chết Ông ấy không dám lấy vợ nữa sợ đẻ ra một lũ con ngớ ngẩn, thì nay mai mình chết đi ai nuôi. Bà bán nước vừa kể, vừa chép miệng thở dài, ra điều thông cảm cho hoàn cảnh của ông Lai chùa mảnh đất. Nhà ông ấy ở đâu hả bà? Nhà ông ấy ở trên mặt đường lớn ngoài kia, chỗ cửa hàng bán dao ấy, ông ấy mở cửa hàng bán dao. Vậy à? Thắng nghe xong thì ngồi thêm khoảng 5 phút, uống hết cốc trà đá, thì anh ta chào bà lão bán nước để ra về. Thắng đi qua cửa hàng dao của nhà ông Lai thì dừng lại Anh đã dở vờ ngồi xuống mua dao Và lân la trò chuyện với ông Đang ngồi nói chuyện với ông Lai Thì Thắng thấy từ trong nhà có một cô gái đi ra Đây chắc chắn là con gái ông Lai Theo lời kể của bà chủ quán nước ban nãy rồi Chồng cô ta không xấu lắm Nước da trắng, môi đỏ Nhưng chỉ có một điều Chồng cô ta đúng là không được lanh lợi thật Cái mặt cô ta có vẻ gì đó đần đần dáng đi chậm chạp. Bố ơi, con chuẩn bị mấy cái thùng cắt tông và giấy để bố gói dao và gửi đi giao rồi đi ạ. Tiên, con gái ông Lai, tiến đến gần chỗ ông và Thắng rồi nói Ờ, con cứ để đấy cho bố. Đây là con gái của chú ạ. À? Ờ, nó là đứa con gái duy nhất của chú đấy. Thắng vừa hỏi ông Lai, vừa liếc mắt nhìn Tiên, làm mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô vội vàng đi vào nhà. Còn Thắng thì cố gắng ngồi nói chuyện với Ông Lai thêm một lúc nữa rồi cũng xin phép ra về. Sau buổi nói chuyện hôm đó, Thắng đã làm quen được với Ông Lai nên hôm sau anh ta lại đến để hỏi thăm về kỹ thuật mài dao. Nhờ có tài ăn nói và lẻo mép nên Thắng nhanh chóng lấy được lòng tin của Ông Lai. Hai người trở nên quen biết rồi dần dần thì thân thiết. Khi đã thân quen, Thắng bắt đầu kể về hoàn cảnh của mình cho Ông Lai nghe. Và ngỏ ý muốn làm quen với con gái ông Ông Lai Khi nghe Thắng kể Là hoàn cảnh của anh ta bố mất sớm Nhà chỉ có hai mẹ con Lại bị vợ bỏ theo trai Thì thấy gia cảnh nhà anh Có chút gì đó giống với gia cảnh của ông Nên tỏ ra đồng cảm Ông Lai thấy tin và thương Thắng Ông nghĩ Cuộc sống của Thắng vất vả như vậy Thì chắc là anh ta sẽ trân quý con gái ông thật sự Vậy là từ hôm đó Ông Lai hay mời Thắng đến nhà chơi để tiếp xúc với con gái ông nhiều hơn. Sau khoảng 2 tháng thì Thắng nói với ông Lai là anh yêu tiên thật lòng và muốn cưới cô làm vợ. Ông Lai thấy Thắng nói như thế thì vui lắm. Ông không ngờ đứa con gái hiền lành của ông giờ lại có người yêu thương đến. Nó lại còn là người tốt nữa chứ. Hoàn cảnh của Thắng giống với con gái ông thì chắc chắn anh ta sẽ yêu thương và thông cảm cho cô. Rồi đây con gái ông sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Ông có chết đi cũng không lo nữa rồi Ngày tháng dẫn mẹ anh ta Sang nhà ông Lai bàn chuyện cưới xin Thì ông xúc động lắm Thắp hương trên bàn thờ vợ Ông mừng rơi nước mắt Ông nói với bà là ông vui quá Vì giờ đây đứa con gái nhỏ của ông bà Cũng đã có nơi có trốn rồi Cuộc đời ông như vậy Cũng là mãn nguyện rồi Giờ ông có nhắm mắt xuôi tay đi theo bà Thì cũng không còn phải ra dứt điều gì nữa Tại cửa hàng của Thu, cái thai trong bụng của cô đã được 5 tháng, nó cũng khá to. Ơn giời, cô không nghén gì, nhưng việc cắt tóc gội đầu cho khách của cô cũng có đu chút khó khăn. Quân thì vẫn hết lòng quan tâm cô, thỉnh thoảng lại chủ động đưa đón cô đi khám thai. Tuy Thu thấy hơi ngại, nhưng quả thực trong hoàn cảnh không có ai bên cạnh như thế này, thì cô đành chơ mặt nhận sự giúp đỡ này của anh vậy. Thời gian trôi qua ngày thu sinh nở cũng đến thu gọi chị gái mình lên để giúp đỡ những ngày mình ở cữ hôm thu đau bụng vào bệnh viện quân cũng vào viện để xem có gì còn giúp đỡ chứ anh lo hai trẻ em nhà thu đều là phụ nữ sẽ không nhanh nhẹn bằng anh chị gái thu là hà thấy quân quan tâm em gái mình như vậy thì mừng lắm cô mong nếu sau này anh vào thu mà nên duyên thì tốt dù gì em gái cô cũng cần có một người đàn ông để dựa vào mà Quân là chàng trai tốt như vậy Nếu Thu lấy được anh ta Thì cuộc đời của cô chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi Hà đang nghĩ vẩn vơ như thế Thì chợt nghe có tiếng cô hộ lý gọi vào đón em bé Nhìn đứa con trai khó khỉnh Do em gái mình sinh ra mà Hà mừng rơi cả nước mắt Cô bế thằng bé đi qua đi lại trong phòng Và liên mồm nựng cháu Quân từ ngoài bước vào Thấy Quân Hà nhanh nhỏ lên tiếng Chú Quân ơi thằng bé đáng yêu quá Vâng, em là em thích trẻ con lắm chị ạ Vậy chú khẩn trương lấy vợ đi Để có con bé đi chơi Nghe chị Hà nhắc đến chuyện lấy vợ Mặt quân bỗng đỏ bừng lên Anh đưa tay lên gãi đầu rồi cười khổ Em thì có ai lấy hả chị Ướm, chú cứ nói thế chứ Người hiền lành tốt bụng Chăm chỉ như chú Thì ai gặp mà chả mê Quân nhanh chóng lảng tránh Ánh mắt chiêu đùa của chị Hà Anh quay sang giường thu để hỏi thăm cô cô khỏe hơn chưa thằng bé đáng yêu lắm cảm ơn anh tôi khỏe hơn nhiều rồi những ngày qua anh đã vất vả vì mẹ con tôi có gì đâu mà cô lại nói thế tôi thấy mẹ con cô khỏe mạnh là tôi vui lắm rồi vâng sau hai hôm thì thu được cho xuất viện về nhà ôm đứa con trai vào lòng mà thu chào dâng niềm hạnh phúc sau khi về nhà được một tuần thì chị hà phải về quê vì còn bận việc ở công ty Thu cũng cứng cáp hơn Nhưng vẫn cần người chăm sóc Chị Hà không yên tâm Khi để em gái ở lại một mình Nên trước khi ra về Cô có gặp Quân và nói Chú Quân này Chị bận công việc nên không ở lại chăm sóc mẹ con cái Thu được Bà nhà chị ở nhà mắt kém Không lên đây được Nên ở đây có gì Chị nhờ chú giúp mẹ con nhà nó hộ chị Vâng ạ Chị bận thì chị cứ về đi Mọi việc ở đây cứ để đi em lo Quân hồ hởi nói với chị Hà như vậy Sau khi chị Hà về hàng ngày Quân dậy sớm hơn để sang nhà thu nấu cơm cho cô ăn Đến trưa Anh lại về giúp cô cơm nước Còn bữa tối Thì anh nấu rồi hai người ăn chung Thấy Quân chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ con mình Mà thu xúc động lắm Cô nghĩ Quân là người đàn ông có trái tim ấm áp Nếu người phụ nữ nào có được anh Thì đó là điều may mắn còn cô cô không xứng với anh thu nghĩ vậy rồi lại thấy chạnh lòng cô mong quân sớm gặp được người con gái tốt xứng đáng với anh ba tháng trôi qua con trai của thu cũng biết lẫy mỗi lần nhìn con là thu cười tít cả mắt quân và tất cả mọi người trong xóm trọ đều yêu quý thằng bé ai rảnh là cứ bế thằng bé đi chơi mỗi lần quân đi làm về là anh lại chạy sang nhìn thằng cu một chút cho đỡ nhớ rồi mới về nhà được một hôm vào buổi tối trong lúc thu đang chơi với con ở trong phòng thì quân sang khác với ngày thường hôm nay thu thấy anh rụt rè nên cô hỏi anh quân anh có vấn đề gì à thu này tôi muốn làm bố của cô tít nếu cô không chê tôi thì tôi muốn được lấy cô và làm bố của con cô nhìn vẻ ngượng ngùng của quân mà thu không biết nên nói với anh thế nào tình cảm và tấm lòng của anh dành cho mẹ con cô bấy lâu nay cô đã sớm cảm nhận được nhưng cô thấy mình không xứng đáng với tình cảm đó tôi thật không xứng đáng với anh đâu tôi đã từng ly hôn bây giờ lại có con nếu anh lấy tôi thì thiệt thòi cho anh lắm người như anh phải lấy một cô gái tốt hơn tôi mới xứng đáng tôi không biết tôi thích cô và tôi muốn làm bố của cô tít quân buông hai câu nhát gừng như vậy rồi anh tiến đến gần thu và ôm lấy cô từ phía sau thu quay người lại mặt cô đối diện với mặt quân bốn mắt nhìn nhau họ cứ đứng bên nhau yên lặng như vậy thế là từ hôm đó thu và quân chính thức yêu nhau họ hẹn nhau thời gian nữa sẽ về ra mắt bố mẹ hai bên và tổ chức lễ cưới thu ở nhà trông con quân ra cửa hàng sửa xe của mình làm tối về anh lại giúp thu chăm sóc con nhỏ con của thu cứ thế mà lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của cô và quân cùng tất cả mọi người trong xóm trọ đám cưới của tiên và thắng diễn ra một cách linh đình để lấy lòng bố vợ thắng quyết định chơi lớn anh tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố anh còn đầu tư mua dây chuyền hoa tai và lắc tay để mẹ anh trao cho con dâu trong ngày cưới Lúc Thắng dẫn tiên bước lên sân khấu nhận của hồi môn từ mẹ chồng Tất cả mọi người ở dưới đều tán thưởng Họ khen tiên may mắn Lấy được Thắng, đẹp trai tốt bụng Và tiên có được mẹ chồng hết mực yêu chiều con dâu Ông Lai thấy vậy thì cũng mãn nguyện vô cùng Sau khi tiên về làm dâu nhà bà thân Thấy cô đần độn rất chướng mắt Nên bà ta liền quát con trai Thắng này Sao mày bảo với tao là gái theo mày đầy mà lại đi rước cái của nợ này về làm vợ hả? Tao bảo gì thì làm nấy, còn không là cứ ngồi ý ra như là pho tượng ấy. Thì mẹ vẫn muốn có cô con dâu như vậy còn gì? Mẹ bảo gì cô ấy nghe đấy, cấm có dám cãi lại cô nào. Thì tao nói là lấy đứa nào ngoan hiền chứ có bảo mới lấy đứa lành như đất thế này đâu. Loại như nó thì làm được cái nước non tang dạng gì. Tao sợ đẻ con ra còn không biết đường muốn nuôi chứ. Ui giời, mẹ lo xa quá làm gì cô ta lành nhưng cô ta có giá trị nên mẹ cứ yên tâm rồi đây mẹ vẫn có cháu để bế lại vẫn có tiền hưởng sung sướng tuổi già tao không biết mày tính thế nào để tính tiền tao không cần tao chỉ cần cháu thôi con thì cần cả hai nên mẹ cứ an tâm mà đối xử nhẹ nhàng với cô ta đừng để mất lòng cô ta là hỏng bét chuyện của con đấy nhé vậy là theo lời của con trai bà thân thì việc anh ta lấy tiền là kế hoạch lâu dài Anh ta sẽ lợi dụng tiền Để lấy tất cả tài sản nhà cô Một cô gái ngây thơ hiền lành Và chưa va chạm sự đời như tiên Đã nhanh chóng bị thắng Đưa vào mê hồn trận của ái tình Nên anh ta nói gì cô cũng nghe Ông Lai thấy con rể yêu thương con gái mình thật lòng như thế Thì cũng hoàn toàn tin tưởng chàng rể quý Một hôm Trong lúc nằm trên giường Thắng ôm tiên vào lòng và thổ thỉ em này em có yêu hay không yêu em yêu anh mà vậy em có muốn làm cho anh vui không muốn chứ em luôn muốn anh vui thắng hỏi đến đâu tiên ngây thơ trả lời thật lòng đến đó mà không biết âm mưu thâm độc đằng sau những câu nói ngọt ngào của chồng anh đang đầu tư vào một dự án lớn nhưng bị thiếu vốn giờ anh muốn vay ngân hàng tiền nhưng để vay được tiền ngân hàng thì phải có tài sản để thế chấp anh muốn em về hỏi bố cho anh mượn sổ đỏ để vay ngân hàng sao anh không sang hỏi bố mấy cái thủ tục giấy tờ đó em có biết gì đâu thì anh bảo em chỉ hỏi bố thôi khi bố đồng ý thủ tục anh lo hết vâng thế là ngay ngày hôm sau thắng đưa tiên về nhà mình để hỏi mượn ông lai giấy tờ đất do giấy tờ nhà đất ông lai đã sang tên hết cho tiên nên khi đưa cho vợ chồng cô Ông nói với Thắng Cái tiền là đứa hiền lành Nó không lanh lợi như những đứa con gái khác Nên bố không quan tâm giao giấy tờ cho nó Nhưng vì bố có mỗi mình nó là con Mà bố cũng đã già rồi Chẳng biết sống biết chết thế nào Nên sau khi sang tên cho con bé xong Thì bố vẫn giữ giấy tờ Giờ các con là vợ chồng rồi Bố giao cái tiền cho con Thì cũng coi như là giao hết tất cả tài sản cho con con giữ lấy giấy tờ nhà đất và chăm lo cho cuộc sống của cái tiên là bố yên tâm rồi. Vâng ạ. Con là con biết bố thương vợ con lắm, tài sản của bố trước sau cũng cho lại cô ấy. Bố sang tên mảnh đất và giấy tờ nhà cho vợ con là sáng suốt đấy ạ. À? Chứ bố già rồi, sống nay trên mai biết thế nào được. Nay bố đưa con giữ giấy tờ này, nhất định con sẽ giữ cẩn thận và chăm lo chu đáo cho vợ con đến trọn đời ạ. À? Trước mắt do con thiếu ít vốn đầu tư Nên con cắm giấy tờ nhà Mượn ngân hàng chút tiền Sau này thu hồi lại vốn Thì con lấy giấy tờ về Nên bố cứ yên tâm đi ạ Ờ à, Nhưng câu nói của Thắng như vậy Đã khiến cho ông Lai hoàn toàn tin rằng Lời anh ta nói là sự thật Vốn trước đây Ông Lai đã hoàn toàn tin tưởng Thắng rồi Nên giờ đây nghe anh ta nói như vậy Ông cũng không chút nghi ngờ gì mà giao toàn bộ giấy tờ nhà đất cho anh ta. Có được giấy tờ nhà đất của ông Lai trong tay, anh ta nhanh chóng làm thủ tục sang tên toàn bộ lại cho mình. Giấy tờ anh ta đã soạn sẵn và bảo Tiên chỉ việc ký vào. Tiên vốn ngờ ngạch nên không biết mưu mô của chồng mình. Thấy anh ta bảo ký tên là cô cũng ký chứ chẳng hề biết mình vừa ký vào những giấy tờ gì. Có khi anh ta bảo cô ký vào giấy bán thân cô cũng ký luôn ấy. Lòng tham đã làm thắng mất hết nhân cách của con người Anh đã lợi dụng lòng tin Của người bố vợ già Và sự ngờ ngạch của cô vợ ngốc Để chiếm đoạt toàn bộ gia tài nhà ông Lai Sau khi nghe con trai Kể lại chiến tích đi cướp của mình Thì bà thân không những không phàn nàn Trách mắng anh Về việc làm thiếu lương tâm đạo đức đó Mà bà ta còn vui hớn hở Thế hả à, con Ông già quê mùa đó đồng ý Đưa hết giấy tờ cho con gì à Mà cũng may Còn tiền nông ngu nên con bảo ký gì nó cũng ký nấy nếu là con thua ngày trước á thì con mà ăn cám đấy con đã bảo mẹ rồi ngu có giá trị của ngu ừ thì lúc đầu mẹ đâu có biết kế hoạch của con đâu mẹ tưởng mày yêu nó thật lòng nên mới như vậy con mà yêu cái con đần ấy à chỉ nghĩ đến việc phải nằm cạnh và ôm cô ta là con buồn nôn rồi thế giờ mình tống cổ nó đi chứ con chưa mẹ cứ từ từ đợi thêm một thời gian nữa nếu bây giờ mình tống cổ bố con nó ra đường luôn thì lộ liễu quá ừ nhưng con cũng nhanh nhanh lên đấy chứ mẹ không chịu đựng nổi nó nữa rồi mẹ cứ yên tâm đi mà con chịu đựng nhiều chứ mẹ chịu đựng mấy mà kêu than khoảng hai tháng sau thắng bắt đầu thực hiện kế hoạch đuổi cổ bố vợ ra khỏi nhà của ông mà anh ta đã chiếm hôm đó anh ta đến thấy ông lai đang ngồi mài dao tiến lại gần anh ta nói này bố bố lo chuyển ra ngoài ở đi nhé nghe thắng nói như thế ông lai có chút chột dạ sao nó lại bảo mình chuyển ra ngoài sống chẳng lẽ nó muốn đón mình về bên nhà nó để phụng dưỡng băn khoăn chưa hiểu xem ý con rể định nói gì nên ông lai quay mặt hỏi lại chuyển ra ngoài ở là sao hả con con bảo bố chuyển đi đâu tôi bảo ông chuyển ra khỏi căn nhà này vì tôi đã bán nó rồi Nghe đến đây Thì ông Lai lờ mờ hiểu ra chuyện Mày 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 đã lừa tao đúng không Mày lừa tao đưa giấy thờ đất cho mày Để chiếm đoạt tài sản của tao đúng không <laughs> Ông phải nói là tài sản của vợ tôi mới đúng chứ Đất của ông Ông cho con gái Giờ con gái ông cho tôi Thì tôi làm gì là quyền của tôi Mày Mày là đồ bất nhân mày đã lên kế hoạch lừa tao và cái tiên từ trước đúng không? Con gái tao là đứa hiền lành, nó biết gì đâu nên mày nói sao nó chẳng nghe. Bố có nói gì thì giờ tài sản của bố cũng trong tay con rồi nên con muốn làm gì là quyền của con. Bố hãy lo dọn ra ngoài kiếm chỗ nào thoáng mát mà ở rồi đón luôn đứa con gái đần độn của bố về luôn đi. Chứ con không muốn là người tự tay tống cổ cô ta ra đường đâu bố à. Mày câm mồm, Tao không bố con gì với mày Mày cút ra khỏi nhà tao Đồ mất dạy Loại bất nhân thất đức này Ông Lai vừa hét lớn vừa phường phường đứng dậy Sẵn con dao trong tay Ông lao đến định đâm cho thắng một nhát Nhưng hắn ta đã né được sang một bên Tránh được nhát dao của bố vợ Nhân lúc ông Lai đang chới với Vì cú đâm con rẻ bị hụt Thì thắng lập tức quay phắt lại Nắm chặt lấy tay ông và giữ lại anh ta gỡ con dao từ tay ông Lai Quăng nó ra xa rồi phủi tay đi về Ông Lai đứng bất động ở giữa sân Bất chợt Cơn đau tim của ông ập đến Ông loạn choạng bước vào trong nhà Để lấy thuốc uống Nhưng không may Do chân ông loạn choạng Nên đã ngã xuống Đầu ông đập ngay vào hòn đá mài dao Máu từ gáy ông chảy ra Ông nằm bất động như vậy Cho đến khi có người đến mua dao phát hiện Anh ta hô hào mọi người xung quanh đưa ông vào bệnh viện Nhưng ông đã ra đi Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu Ông lai chết Tiên khóc lóc thảm thiết vì thương bố Thắng vẫn giả bộ thanh cao Trước bằng dân thiên hạ Anh ta đứng ra làm đám ma chôn cất bố vợ Lúc đưa ma ông Anh ta còn cứ ra dìu vợ Rồi cố nhỏ ra mấy giọt nước mắt Những giọt nước mắt cá sấu của anh ta Rơi ra để hòng che lấp bộ mặt xấu xa của mình anh em bạn bè của ông Lai biết tin ông chết, họ tỏ lòng thương tiếc và đến phúng viếng ông. Họ thương cho ông cành gà trống nuôi con. Số phận hẩm hiu chưa được hưởng phúc tuổi già thì đã vội ra đi. Nhìn tiên cứ ngồi vật vã bên chiếc quan tài của bố, gọi bố ơi, bố ơi mà ai cũng thương tâm vô cùng. Nhưng rồi họ nhìn thấy con rể ông Lai ân cần chăm sóc động viên vợ thì họ cũng thì thào với nhau. Thôi, thế cũng còn là may là ông lai có thằng con rể tốt đối xử tử tế với đứa con gái hiền lành của ông nên ông chết cũng an lòng nếu như không có anh ta thì không biết là cái tiên sống thế nào đây ai sẽ lo cho nó những lời bàn tán như vậy càng làm cho thắng tự đắc anh ta không thấy hối hận một chút nào về việc mình đã làm rằng chính vì anh ta nên ông lai mới chết sau khi ông lai chết thắng không đuổi tiên ra khỏi nhà mà anh ta cho cô xuống ngủ ở nhà kho anh ta không muốn mỗi ngày phải ngủ cùng với cô nữa tiên thấy chồng mình đuổi mình xuống nhà kho thì cô cũng sợ hãi van xin nhưng thắng không một chút thương xót anh ta tát cho cô mấy cái và quát mày im mồm cấm được khóc tao bảo mày ở đâu thì mày phải ở đấy nếu mày không muốn ở đây thì tao tống mày ra đường thắng vừa quát vừa túm lấy cổ tiên dúi mạnh cô vào bên trong nhà kho tiên thấy thế thì sợ hãi mặt cô tái mét cắt không ra giọt máu cô ngồi thu lu bên trong nhà mà không dám kêu khóc van xin thắng nữa đuổi tiên xuống nhà kho xong ngày nào thắng cũng dẫn gái về nhà ngủ hắn ta làm việc đó ngang nhiên ở trong nhà mình nhiều và trơ trẽn đến nỗi mẹ ruột hắn ta cũng phải ghê sợ biết con trai làm thế là không được nhưng bà thân lại không một lời can ngăn Mà chỉ suốt ngày dục anh ta lấy vợ khác Để bà ta có cháu Đứa con dâu thứ nhất của bà không đẻ được Đứa con dâu thứ hai cũng không thấy mang bầu Giờ anh ta đuổi cô ta xuống nhà kho ngủ Nhưng lại dẫn mấy con mắt xanh mỏ đỏ về nhà Bà biết mấy cái con ca ve đó thì bệnh tật đầy người Đẻ đái gì chứ Giờ bà phải dục nó lấy thêm vợ nữa thôi Chỉ như thế thì bà mới hy vọng có được đứa cháu ở xóm trọ nhỏ của Thu và Quân Hai người yêu nhau Mới đấy mà cũng đã được gần một năm Cô Tít cũng đã tròn một tuổi Ngay sau khi cô Tít được 6 tháng Thì Thu đã gửi con Đến một nhà trẻ tư nhân để đi làm Cách đây một tháng Quân dẫn Thu về nhà ra mắt bố mẹ mình Bố mẹ Quân là người chất phác Biết Thu là người tốt Yêu thương con trai họ thật lòng Thì họ rất vui vẻ chấp nhận cô là con dâu Còn bố mẹ Thu thì khỏi phải nói Họ khen quân hết lời Đi đâu cũng bảo Cái thu nhà tôi trâu chậm uống nước trong đấy Số nó thế mà may Gặp được người chồng tử tế Đám cưới của Thu và Quân Tuy không tổ chức linh đình Nhưng ấm cúng và tràn ngập niềm vui tiếng cười Sau đám cưới Hai người trở lại thành phố Với cuộc sống riêng của mình Họ dồn hết các khoản tiền tích cóp từ trước Và mua được một căn hộ chung cư nhỏ Và sống bên nhau hạnh phúc Còn ở nhà bà thân từ ngày bố tiên mất Cô cứ ngồi khóc một mình Thỉnh thoảng cô lại bỏ đi ra ngoài Bà thân không biết cô đi đâu Chỉ biết khi về Thì đầu tóc cô rối bù Mặt mũi và quần áo lấm lem Mỗi lần tiên về với bộ dạng như vậy Là bà thân vô cùng điên tiết Bà lôi cô ra chỗ cái vòi nước tưới cây ở góc vườn Lột bỏ quần áo của cô Rồi bà ta lấy cái vòi xịt nước Xịt sạch những thứ xú ế dính trên người cô Sau đó mới cho vào nhà nhiều lần như vậy Bà thân không chịu được nên nói với con trai Mày xem có cách gì làm cho con vợ của nợ của mày bớt đi ra ngoài được không Chứ ngày nào nó cũng đi lung tung Rồi về nhà bẩn thỉu ta không chịu được Mẹ bảo con làm cách gì bây giờ Chẳng lẽ đánh gãy chân cô ta hả à? Tao không biết Mày làm gì thì làm Miễn không cho nó đi ra ngoài là được Thắng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo mẹ mình Thôi được rồi Mai mẹ dọn cái nhà kho đi Con sẽ nhốt cô ta vào đó Thế là ngay ngày hôm sau Thắng nhốt tiên vào bên trong nhà kho Và khóa cửa lại Không cho cô đi đâu Bị nhốt ở bên trong nhà kho Thu cứ kêu khóc và đập cửa âm ý suốt ngày Cùng với đó Cô tiểu tiện luôn ra tại chỗ Nên mùi hôi thối bay ra khắp nhà Bà thân thấy thế thì điên tiết Bảo con trai tống cổ cô đi Nhưng Thắng bảo Giờ cô ta không còn ai là người thân Nếu để cô ta ra ngoài đường Không may xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ bị liên đới. Nhưng nếu cứ để cô ta ở đây thì cô ta kêu gào ầm ĩ không ai ngủ được. Thắng nghĩ mãi nhưng anh ta cũng không biết nên làm đi nào với cô vợ điên này. Một hôm, trong lúc bà thân đang nấu cơm tối thì thấy cô ông xe lôi chở đến nhà bà chiếc cũi sắt. Này anh, anh chở cái cũi này đến nhà tôi làm gì thế? Bà thân lên tiếng hỏi người kéo xe lôi. Cháu không biết Cháu thấy anh Thắng thuê cháu kéo về đây thì cháu kéo thôi Ờ à, Bà thân gật gù Thằng con trai bà Có thích chó mèo gì đâu Mà nay mua cúi về nuôi chó Chắc nó lại bày trò gì nữa rồi Tối đến khi Thắng vừa về đến nhà Thì bà thân liền hỏi Mày lại bày cái trò gì nữa hả Thắng Nhà này có một con chó kia Đã chưa đủ hôi hám hay sao Mà giờ mày còn định rước thêm một con nữa về Chó má gì đâu mẹ Con có việc Việc gì còn sẽ nhốt cô ta vào cũi và cho về phía sau nhà chứ không để ở nhà kho đằng trước nữa ờ mày thông minh đấy phải nhốt nó lại cho ra đằng sau để nó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con mình nữa để nó ở đây ta không tài nào mà ăn cơm được vậy là ngay tối hôm đó thắng nhốt tiên vào cũi rồi anh ta và mẹ mình khiêng cô ra đằng sau hàng ngày bà thân mang cơm vào một cái tô nhựa và đặt vào chiếc cũi cho tiên ăn hai tuần bà ta và con trai lôi cô ra tắm cho cô một lần nói là tắm cho lịch sự chứ thật ra là mẹ con bà ta lôi tiên ra và lấy một cái vòi nước xịt mạnh vào người cô bất kể là trời nóng hay lạnh thì tiên đều được tắm như thế khi mới bị nhốt vào củi tiên cũng kêu khóc đòi ra nhưng đã bị thắng đánh cho mấy trận nên cô sợ từ đó không dám kêu la gì nữa mà nằm im ở trong đó hai năm trôi qua mẹ con bà thân vẫn đối xử với tiên như thế có khi bà thân còn cố tình bỏ đói tiên cuộc sống của tiên cứ trôi đi như vậy cô bị đối xử không bằng một con vật nhưng cô có biết gì đâu từ ngày bố cô mất cô kêu khóc nhiều quá thành ra điên loạn cô không còn biết gì nữa anh em chẳng có nên cô không biết bám víu vào ai không ai biết đến sự tồn tại của cô trên đời ngoài hai mẹ con bà thân Thắng vẫn tiếp tục lao vào những cuộc chơi đêm ngày tối sáng Bà thân thì sốt ruột không chịu đựng được Thắng ơi mẹ xin con Con bớt chơi bời lại đi Mà kiếm lấy cô vợ về Để cho có đứa con Chứ mày cứ như thế này thì nhà này tuyệt tự hả con Vâng mẹ nói ít thôi Con cũng đang sốt ruột đây Đến lúc này thì không chỉ mình bà thân Mà ngay cả bản thân Thắng Cũng thấy sốt ruột về chuyện con cái của mình Anh sống buông thả và qua tay rất nhiều cô nhân tình nhưng đến giờ cũng chưa có cô nào dính bầu với anh ta có lần anh ta còn nói với một ả nhân tình của mình rằng nếu cô ta mang bầu thì anh ta sẽ cho cô ta một mảnh đất ở ngoại ô cô ta thấy người tình hứa như vậy thì hứ hửng lắm nhưng mấy tháng trôi qua cô ta chẳng kế hoạch gì mà cũng không thấy có bầu ấy vậy mà chia tay thắng ả ta theo người khác một cái thì lại có bầu ngay lúc gặp thắng à ta bĩu môi chửi đồng xem ra anh xịt rồi anh yêu ạ à. thắng nghe vậy thì tức điên lên nhưng không biết nói gì vì quả thực hắn ta vừa đá cô ta xong hai tháng là cô ta đã có bầu cuộc đời nghiệt ngã phải chăng là như vậy thế giờ con tính sao hay là tới bệnh viện khám đi khám xét gì mẹ chỉ vơ vẩn con làm sao mà phải đi khám mẹ cứ chờ đấy rồi con sẽ đưa cháu về cho mẹ thắng chán nản đứng dậy bỏ đi bà thân ngồi một mình ở giữa nhà ngẫm nghĩ có khi tại bà và con trai ăn ở bạc ác quá nên nó mới không có con cũng nên suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu bà thân và bà ta bắt đầu nghĩ cách cầu phúc bà ta đi chùa nhờ thầy cúng bái với hy vọng sẽ sớm có được đứa cháu nhưng cũng vài tháng trôi qua ngày nào bà cũng đi chùa tụng kinh gõ mõ nhưng con trai bà vẫn không báo cho bà một tí tin vui nào sớm hôm nay thắng dậy khá sớm anh ta có câu chuyện phải đi xa lúc ra đến sân chẳng hiểu thế nào anh ta lại muốn ra ngó xem tiên thế nào do trời tối nên anh ta cầm đèn pin đứng từ xa soi vào chiếc cũi của tiên qua ô mắt cáo hình ảnh trong cũi làm cho anh ta hư giật mình lấy tay rụi rụi mắt anh ta tiến đến gần chiếc cũi hơn nhìn vào bên trong thì thấy tiên nằm bất động Chăn và mấy bộ quần áo vương vãi ra hai bên Hình như là tiên đã chết Chăng cô ta dễ chết Nên chiếc chăn mới tung ra như vậy Mẹ, mẹ, mẹ ơi Thắng hốt hoảng Chạy vào nhà gọi mẹ Cái gì thế, cái gì mà gọi giật lên vậy Mẹ, mẹ ơi Hình như cô ta chết rồi Cái gì, mày vừa nói cái gì Là ai chết Là cô ta Thắng vừa lắp bắp nói vừa chỉ tay về phía sau nhà thật không đưa đèn đây để mẹ ra soi xem nào khi bà thân chạy ra kiểm tra thì đúng là tiên đã chết hai mẹ con bà ta nhanh chóng lôi tiên ra khỏi cỗi và thay cho cô một bộ quần áo mới bế cô vào giường xong thì anh ta bắt đầu thông báo với anh em họ hàng rằng vợ mình đã chết sau một thời gian dài ốm liệt giường đám ma của tiên cũng được mẹ con bà ta tổ chức nhanh chóng vậy là cuộc đời tiên đã chấm dứt cuối cùng cô cũng thoát được bể khổ trần gian thương thay cho thân phận cô sinh ra vốn đã thiệt thòi cuộc đời cô lại đầy rẫy những bi ai vì đã gặp phải một thằng đàn ông khốn nạn con gái như hạt mưa xa tiên cũng giống như hạt mưa và thật không may mắn khi lấy về thắng để rồi sống kiếp đời chẳng phải là của một con người lúc nhắm mắt xuôi tay cũng lạnh lẽo cô đơn trong chiếc cũi tối tăm bẩn thiểu thương thay cho một kiếp người sau ngày tiên mất Mẹ con bà thân hàng đêm Cứ bị ám ảnh không ngủ được Thắng lao vào rượu chè gái gú thâu đêm Để không phải về ngủ trong căn nhà lạnh lẽo đầy âm khí Còn bà thân hàng đêm bà cứ giật mình hoảng sợ Vì những lời kêu khóc đòi ăn của tiên cứ văng vẳng bên tai Lúc tiên còn sống Bà ta đã bỏ đói cô không ít lần Và cho cô nằm co do trong thời tiết lạnh giá giữa mùa đông Bà ta không nói ra Nhưng thực lòng bà ta biết rõ vì sao tiên chết Trước đó hai ngày Bà ta đã không cho cô ăn uống gì rồi Rồi mấy hôm đó trời lạnh lắm Nhưng bà ta vẫn không đưa chăn thêm cho cô Mà vẫn chỉ để cho cô đắp một cái chăn mỏng Chính sự ác độc của bà ta và con trai mình Đã làm cho tiên chết Nên giờ đây bà ta phải trả giá Tâm can bà ta dằn vặt Để màn đêm buông xuống Bà ta giật mình không thể yên giấc Bàn thờ tiên Được bà ta đặt ở trên tầng 3 Ngày nào bà ta cũng lên tụng kinh và cầu cho vong hồn cô được siêu thoát nhưng xem ra sự ăn năn hối cải này của bà ta đã là quá muộn những việc mẹ con bà ta làm trời không dung đất không tha suốt quãng đời còn lại chắc chắn mẹ con bà ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt một thời gian sau tinh thần của bà thân có vẻ ổn định hơn bà ta không còn quá hoảng sợ như những ngày đầu con dâu mới chết nữa bà ta lại dục con trai lấy vợ và sinh con. Lần này thì Thắng nghe theo lời mẹ, anh ta dẫn về một cô gái khá xinh, chân dài. Tên cô ta là Vi, Vi cùng làm trong ngành bất động sản với Thắng. Hai người qua lại với nhau đã được một thời gian. Thắng và Vi thỏa thuận ăn ở với nhau như vợ chồng. Và nếu Vi có con thì Thắng sẽ cho cô ta một khoản tiền lớn và đăng ký kết hôn thành vợ chồng. Sau 3 tháng Vi về sống với Thắng thì cô ta cũng thông báo là mình có bầu. Bà thân nghe tin Vi có bầu thì mừng lắm. Nhưng cũng từ khi Vi có bầu thì cuộc sống của bà thân bắt đầu thay đổi. Vi viên vào cớ mình đang mang thai cháu nội của bà ta nên cô ta sai bà ta như là người hầu. Ngày ngày Vi chỉ việc ăn chơi còn mọi việc bà ta phải hầu cô từ A đến Z. Nhiều lúc bị cô ta hành cho mệt lử xác thì bà thân ngồi một mình buồn bã nhớ về ngày xưa. Tính ra nếu tính cả Vi thì bà ta cũng có tận ba đứa con dâu nhưng xem ra Thu vẫn là đứa ngoan ngoãn và tốt nết nhất, nhất. Chẳng đây là cái giá mà bà ta phải trả cho việc đối xử tàn nhẫn với Thu và Tiên. Bà ta ăn ở bạc ác nên bây giờ phải trả giá. Bà nội ơi, cháu thèm chè đỗ đen quá bà nấu cho cháu ăn đi. Bà thân nghe đứa con dâu chưa cưới sai như vậy Thì bực bội quát Cô thèm thì đi nấu mà ăn Người thì to như con tị Ăn khỏe như con lợn Mà không chịu động chân động tay vào việc gì Cứ chờ bà già này hầu sẵn là sao Bà nội ơi Nhưng mẹ cháu mệt lắm Vì vừa nói vừa đứng lên Và giả bộ chóng mặt loạn choạng Thế là bà thân vội vàng chạy đến Đỡ cô ngồi xuống ghế Thôi cô ngồi xuống đây cho tôi nhờ Cô đi không khéo ngã ra đấy Thì lại hại chết cháu thôi Bà nghĩ thế là đúng đấy Trong bụng tôi đang mang đứa cháu đích tôn của nhà bà Nếu bà mà không chăm sóc cẩn thận Nhỡ con tôi có vấn đề gì Thì bà biết ăn nói làm sao với tổ tiên nhà bà Mà bà làm gì Cũng cằn nhằn ít thôi Tôi nghe bà cằn nhằn nhiều nhức đầu lắm Cô... cô... cô đúng là mất dạy <laughs> Bà chửi chẳng sai một tí nào Tôi từ bé có ai dạy đâu Trời đất đến nương này thì bà thân đúng là không còn gì để nói với Vi nữa. Bà ta tức tối bỏ xuống bếp nấu chè cho cô Dan. Vừa nấu bà ta vừa tự nói với chính mình phải nhịn phải nhịn thôi. Tất cả vì cháu nội của mình nên mình phải nhịn thôi. Bốn tháng trôi qua, Vi đi siêu âm mấy lần ở mấy phòng khám khác nhau, bác sĩ đều nói cái thai trong bụng cô ta là con gái. Cái tin này Vi không dám hé răng ra cho mẹ con bà thân biết. Vì cô ta biết rằng Mẹ con bà thân chỉ cần con trai Nếu biết cô mang thai con gái Thì kiểu gì họ cũng tống cổ cô đi mà thôi Vì Gần đây em có đi siêu âm không đấy Có anh Bác sĩ bảo con rất khỏe mạnh anh ạ Khỏe mạnh là tốt rồi Mà chắc chắn là con trai đấy chứ Vâng Bác sĩ nói 100% là con trai anh ạ Vậy thì tốt rồi Nhớ ăn uống đầy đủ vào cho con khỏe mạnh đấy nhé Vâng, nói chuyện với Vi xong thì Thắng đi về phòng ngay lập tức bà thân cũng chạy theo con trai thấy mẹ con nhờ họ vào phòng to nhỏ với nhau nên Vi tò mò đi đến gần cửa nghe xem họ nói chuyện gì đứng ở ngoài nghe mẹ con bà thân nói chuyện thì mặt Vi tái đi này con đã hỏi nó xem siêu âm chắc chắn là con trai hay chưa con vừa hỏi rồi cô ta nói một trăm phần trăm là con trai vậy à mẹ mừng quá chỉ sợ cô ta mang thai con gái thôi. Mẹ không cần lo, nếu cô ta đẻ con gái thì con sẽ tống cổ cô ta đi cho sớm chợ và cho cô ta một bài học vì dám lừa con. Vì nghe xong câu chuyện của mẹ con bà thân mà choáng hết cả người. Đúng là mẹ con đồ rắn độc mà. Bà ta là con rắn độc cái đẻ ra một con rắn độc con, thật đáng sợ vì lòng dạ của mẹ con nhà bà ta. Mẹ con nhà bà đúng là đồ rắn độc mà. Vì chửi thầm trong bụng Con gái thì không phải là con người chắc Được, đã thế thì con này sẽ đi Để cho mẹ con nhà bà ở đó Mà chờ ngày có cháu trai Mà không, Vì nghĩ Nếu cô ta đi tay không như vậy Thì mẹ con Thắng vẫn đắc chí như thường Cô phải lựa lời nói khéo với anh ta Để anh ta chuyển cho cô số tiền lớn Rồi cô mới đi Có như vậy thì cô mới hả hê được Nghĩ thế nên ngay ngày hôm sau Vi nói với Thắng là bây giờ cô đã có thai lại chắc chắn là con trai nên đề nghị anh ta chuyển tiền cho cô ban đầu thắng không nghe nhưng vi nói là anh không tin cô không thương cô cô cứ hận giận rồi còn nói nếu không tin nhau như vậy thì cô sẽ đi bà thân thấy vi dọa đi thì sợ quá nên là bảo thắng chuyển cho vi tiền thắng suy đi tính lại và tặc lưỡi đằng nào anh ta và vi cũng sắp có con sau khi vi sinh thì anh vẫn chuyển tiền cho cô ta Và cưới cô ta Nên là thôi Giờ chuyển sớm cho cô ta trước vài tháng cũng chẳng sao Vậy là Thắng đã đồng ý chuyển tiền cho Vi Nhận được tiền Cô ta vui vẻ giả vờ yêu chiều Thắng hết mức Mấy ngày sau Vi lén lút thu dọn hành lý vào vali Và nhân lúc Thắng đi làm Bà thân đi chợ Cô ta đã xách vali rời khỏi nhà bà thân Vi bỏ đi biệt tích Cùng với số tiền lớn và đứa con trong bụng cô kể từ đó cô ta không hề xuất hiện trước mặt thắng nữa tối đến khi thắng đi làm về thấy vi bỏ đi thì tức điên người vì biết là đã bị cô ta lừa hắn ta lồng lộn tìm kiếm cô khắp nơi nhưng mãi cũng chẳng có tin tức gì nên đành bỏ cuộc vi bỏ đi xong hy vọng có một đứa con cũng không còn thắng lại lao vào ăn chơi sau bao năm làm ở công ty bất động sản thắng thấy công việc này nhanh kiếm được tiền và cho lợi nhuận cao nên bây giờ hắn quyết định sẽ mở công ty của riêng mình anh ta đem toàn bộ giấy tờ nhà đất mà mình có đến cắm ở ngân hàng để vay tiền lấy vốn mở công ty thời gian đầu nhờ thắng đã có kinh nghiệm trong ngành bất động sản nhiều năm nên công ty của anh ta làm ăn rất thuận lợi và đem về cho anh ta một nguồn lợi nhuận khủng với bản tính tham lam bao nhiêu với thắng cũng là không đủ anh ta quyết định đem toàn bộ vốn mà mình có đầu tư vào những dự án lớn. Kế hoạch của anh ta là sẽ trở thành một đại gia trong làng bất động sản. Việc kinh doanh cũng giống như cuộc đời con người, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sau khi Thắng đã dốc hết tiền đầu tư vào dự án xây nhà ở, thì thị trường bất động sản có dấu hiệu đi xuống. Những khách hàng tiềm năng đều không còn mặn mà với dự án nhà ở cao cấp mà anh ta đang đầu tư. Họ lần lượt hủy hợp đồng với công ty của anh ta Thắng nghe tin này Thì hồn bay phách lạc Phóng xe thật nhanh đến dự án của mình đang thi công Nhìn những ngôi nhà xây sắp hoàn thành Nhưng khách lại từ chối không mua nữa Mà anh ta như phát điên Đá vào đống gạch và hét to lên một tiếng Rồi anh ta cũng ngã quỵu xuống đất Bao nhiêu vốn liếng tiền của Mà anh ta có đều dồn hết vào đây rồi Giờ nợ ngân hàng cả đống Anh ta biết lấy tiền đâu mà trả bây giờ nhưng ngày sau đó thắng cứ thẫn thờ đi qua đi lại nhìn công trình của mình mà rụt gan rối bời làm sao bây giờ bế tắc thất vọng và chán nản thắng lại tìm thú vui nơi vũ trường quán bar mỗi tối anh đã về nhà đều trong tình trạng say khướt. rồi ngày phải trả nợ ngân hàng cũng đến không xoay nổi tiền trả nợ thắng đành phải đồng ý bàn giao toàn bộ tài sản đã thế chấp cho ngân hàng để trả nợ vậy là mẹ con thắng chính thức ra đường Bà thân thấy con trai lâm vào hoàn cảnh như thế Thì chỉ biết ngồi khóc lóc rồi than trời Cuối cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình Bà đã đi tìm thuê một phòng trọ nhỏ Để có chỗ chui ra rúc vào Hàng ngày bà ra đồ ngõ Làm mấy vại dưa muối bán kiếm tiền sinh sống qua ngày Đang từ cuộc sống nhà lầu xe hơi Đi đâu cũng có các em chân dài vây quanh Giờ đây phải ở chui rúc trong phòng trọ chật hẹp Thì Thắng lại càng thêm bất mãn anh ta vẫn tiếp tục lao vào rượu chè và gái gú Chiếc xe ô tô cũng bị anh ta bán nốt Nhưng tiền không làm ra Tiêu mãi cũng hết Tiền bán chiếc xe ô tô của anh ta cũng nhanh chóng bay đi Hết tiền Anh ta không đến vũ trường, quán bar Cặp kè với các em chân dài xinh đẹp nữa Mà chuyển sang mua rượu về nhà uống Rồi tìm thú vui xác thịt Ở những động mại dâm rẻ tiền Nhiều lúc chán đời thắng nghĩ Phải chăng đây là cái giá mà hắn phải trả cho sự bạc ác của mình trước đây có lẽ là vậy cuộc đời con người là nhân quả báo ứng thắng đã gieo nhân ác thì ắt phải gánh nghiệp ác mà thôi quay lại với cuộc sống của thu và quân mấy năm trôi qua hai người đã có thêm một cô con gái từ ngày lấy quân cuộc sống của thu rất vui vẻ nhờ đó mà cô nhìn trẻ đẹp và sinh ra được chồng yêu quý tôn trọng các con khỏe mạnh ngoan ngoãn nên Thu cảm thấy rất mãn nguyện. Thực sự đã có lúc Thu thấy cuộc sống của mình bây giờ giống như là mơ vậy. Cô không thể ngờ được rằng cuộc đời mình lại có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Ông trời đúng là có mắt, cô ăn ở hiền lành tốt bụng nên cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Một hạnh phúc tuy muộn màng nhưng trọn vẹn và xứng đáng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa rồi, vợ chồng thu cho các con về nhà ông bà ngoại chơi do lâu không về nên quân quyết định chiêu đãi cả nhà bằng một bữa liên hoan ở nhà hàng khi cả nhà đang ăn cơm vui vẻ trong nhà hàng thì bất chợt thấy có một người phụ nữ bước vào và nói rất to nó đâu rồi suốt ngày ăn uống nhậu nhẹt rồi còn hú ý với gái bi ôm để hôm nay bà phải cho chúng mày một trận hai nhân viên nhà hàng thấy một chị khách này đi một mình lại ăn nói tục tiễu như vậy thì chạy ra hỏi và ngăn không cho chị ta vào trong. Nhưng chị ta nhanh chóng đẩy hai người nhân viên sang một bên và xông vào bên trong. Ngay lập tức, khi chị ta vừa đi vào thì thu thấy từ bên trong có một cô gái trẻ che mặt chạy ra ngoài. Thì ra cô ta chính là bồ của chồng chị phụ nữ kia. Cô ta đang ăn cơm cùng với chồng của chị thì nghe tiếng chị đến, sợ quá nên cô ta đã lẻn ra ngoài. Và ngay lập tức sau đó Thu thấy người phụ nữ đi vào bên trong Và túm cổ chồng mình lôi ra Vừa kéo cổ áo chồng lôi ra Chị ta vừa chửi Mày có ăn có học Mà đổ đốn như vậy à Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi Mà mày vẫn chứng nào tật nấy Hết rượu chè bi ôm Giờ lại còn gái gú nữa à Còn con khốn kia nữa Nó chạy đâu mất rồi Bà mà tóm được mày thì bà lột chân mày ra Lúc chị ta kéo cổ áo chồng mình Đi ngang qua bàn ăn nhà Thu thì cả nhà cô được một phen giật mình, khi thấy người đàn ông đang bị vợ kéo lôi xanh sạch đi lại chính là Kiên, chồng cũ của Thu. Tuấn, anh trai của Thu nhìn thấy cảnh tượng này thì phá lên cười khoái chí. Đời không ngờ lại có ngày được chứng kiến cảnh này. Kiên đang cúi mặt để vợ kéo đi, thấy có tiếng cười to, anh ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy gia đình nhà Thu thì mặt đỏ lên như là quả gấc chín vì xấu hổ. Kiên lập tức cúi gằm mặt xuống và theo vợ về nhà. Bà Mùi vào thu nhìn anh ta lắc đầu, thấy cả nhà có vẻ hơi lạ, Quân quay sang hỏi vợ. Là người quen nhà mình nhà em? Không, chỉ là người qua đường thôi anh à. Vậy thôi kệ họ đi, mình ăn thôi. Vâng. Thu im lặng rồi tiếp tục ngồi ăn Trong đầu cô cứ vẩn vơ về hình ảnh của Kiên vừa rồi Cô không ngờ anh ta cũng có ngày này Đúng là khẩu nghiệp cũng không chừa một ai thật Trước kia anh ta ăn nói sắc sược coi thường người khác thì bây giờ lại có người khác đối xử với anh ta y chang như vậy thậm chí còn thậm tệ hơn anh ta bị như vậy cũng thật đáng đời hết kỳ nghỉ lễ vợ chồng thu lại đưa con về thành phố tiếp tục công việc của mình hôm nay cô tít được về sớm nên trong lúc đi đón cô tít về thì thu có ghé qua xóm trọ cũ của mình để chơi với một người hàng xóm cũ bị ốm lúc đi qua đầu ngõ Nhìn thấy hàng dưa muối ngon quá nên cô dừng xe để mua. "Bà ơi, cho cháu 10 nghìn dưa cải ạ." À. "Có ngay đây cô." Bà thân nhanh tay múc dưa vào túi đưa cho Thu. Lúc bà ngẩng lên thì cả hai đều xứng lại. "Thu, bà sao bà lại bán dưa ở đây?" Bà thân im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn cậu bé ngồi sau xe của Thu. Bà thân thấy nó giống con trai mình quá. "Cháu chào bà ạ." À. Thấy bà thân nhìn mình, cô tít nhanh miệng cất tiếng chào bà thân nở nụ cười đáp lại thằng bé rồi quay sang thu hỏi đây là con trai cô sao vâng thôi tôi có việc phải đi luôn đây thu nói xong thì vội vàng cầm túi dưa cải rồi lên xe phóng vào bên trong khu trọ lúc ra về để tránh không phải chạm mặt bà ta nên thu cố tình đi đường khác sau khi thu chở cô tít phóng đi thì bà thân cứ đứng tần ngần trong đầu bà lóe lên hy vọng Lẽ nào thằng bé là cháu nội của bà nhìn nó giống thằng thắng như đúc nghĩ như vậy nên ngay ngày hôm sau bà thân lân la hỏi những người ở trong xóm trọ xem có quen biết thu không do không biết bà thân là mẹ chồng cũ của cô mà nghĩ là người quen như lời bà ta nói thì một người bạn cùng xóm trọ với thu ngày xưa đã cho bà địa chỉ nhà cô theo địa chỉ mà người đó cho bà thân thuê xe ôm trở đến nhà thu đứng trước cửa nhà thu tim bà thân cứ đập thình thịch bà thấy run và hồi hộp quá cốc cốc sau tiếng gõ cửa của bà thân thu ra mở cửa nhìn thấy bà thu định đóng cửa lại không tiếp nhưng bà ta đã nhanh chóng giữ cánh cửa lại thu con hãy cho mẹ nói chuyện một lát tôi bà bà còn gì để nói nữa đâu chúng ta chẳng còn liên quan gì với nhau nữa rồi mẹ biết ngày đó mẹ và thằng thắng đã sai bà đừng xưng mẹ với tôi chúng ta giờ là người dưng bà xưng hô như vậy người khác nghe được lại hiểu lầm mẹ à tôi tôi thằng bé hôm nọ đi cùng con có phải là con của thằng thắng không bà nghĩ sao mà lại hỏi vậy tôi ở với con bà bao nhiêu lâu không có thai bà vẫn bảo tôi là điếc bây giờ ly hôn rồi bà lại chạy đến đây hỏi chuyện đó bà xem như thế có hợp lý không ờ à, thì vô lý nhưng tôi thấy nó giống thằng Thắng quá Giống sao Chắc bà già rồi nên hoa mắt đi thôi Nó là con trai của tôi và chồng mình bây giờ Chứ không có liên quan gì đến nhà bà hết Thu nói xong thì đóng cửa lại Bà thân buồn bã lững thững ra về Tối hôm đó Thu có kể lại câu chuyện này cho Quân nghe Quân nói với Thu Hay là cho thằng Tít về nhận bố Và bà nội Nhưng Thu kiên quyết không đồng ý Cô nói mình không liên quan gì đến Thắng nữa. Cô tin là con của cô và cô không bao giờ cho nó nhận Thắng làm bố. Tại một quán rượu nhỏ, Thắng đang ngồi khà khịa với người bạn thì đột nhiên anh chủ quán đi qua, anh ta vỗ vai Thắng rồi nói: "Các anh biết con Huệ làm ở quán ba không?" "Biết." Cô ta bốc lửa lắm. "Cô ta vừa chết vì sida đấy." "Sida?" Mặt Thắng tái đi, anh ta quay sang hỏi lại chủ quán. Cô ta chết vì Sida sao? Đúng rồi, chắc nhiều thằng dính phốt với cô ta lắm. Thắng im lặng không nói gì thêm. Anh ta ngồi thêm một lúc ở quán rượu, rồi không nói không rằng tự đứng dậy ra về. Về đến nhà, anh ta mở cửa phòng trọ, rồi nằm phịch xuống giường. Thôi, thế là hết. Cô ta chết vì Sida, thì chẳng lâu nữa anh cũng chết vì căn bệnh đó mà thôi. Anh còn nhớ có lần quan hệ với cô ta, trong lúc hứng khởi đã tự lột bỏ đồ bảo hộ rồi ném nó đi Giờ thì toang rồi Thắng đã tự tay đưa mình vào dọ rồi Mấy ngày hôm sau Thắng đến trung tâm y tế để xét nghiệm Kết quả đúng theo dự đoán của anh ta Anh ta cũng đã mắc xì đa Lo sợ Thắng nhờ bác sĩ giấu kín chuyện này cho mình Và hứa sẽ điều trị Và không làm gì gây hại cho những người xung quanh Vậy là từ hôm đó Thắng nằm bẹp trong nhà Anh đã không ra ngoài Không tiếp xúc với ai Và cũng kiên quyết không lấy thuốc về uống Khoảng 2 năm sau Thì người Thắng bắt đầu lở loét Anh ta đau đớn vật vã Bà thân dục anh ta đi viện Nhưng anh ta kiên quyết không đi Thấy con trai ốm nặng Có khả năng sắp chết Bà thân lại chạy đến Để van xin thu cho con cô về gặp Thắng Vì trong thâm tâm của bà Bà luôn tin Cô Thít chính là con trai của Thắng Lần này bà thân đến nhà Thu Thì gặp cả quân và Thu Bà quỳ xuống chân Thu khóc lóc van xin Bà nói Thắng sắp chết nên xin cô Cho cô Tít về nhà để nhận bố Để anh ta có thể thanh thản nhắm mắt Trước những lời van xin Tha thiết và sự tham gia Của quân thì Thu cũng đồng ý Cho cô Tít về nhận bố Thu nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận Đằng nào anh ta cũng sắp chết Nên cô cho thằng bé về nhận cha Cũng không ảnh hưởng gì đó coi như là chút ân huệ cuối cùng Mà cô dành cho mẹ con bà ta Khi Thu đưa cu tít về Và cho nó khỏi thắng là bố Thì anh ta xúc động lắm Nhìn Thu và con trai Anh ta khóc nức lên Anh xin lỗi vì ngày xưa Đã đối xử tệ bạc với em Anh là thằng đàn ông tồi tệ Giờ đây anh bị như thế này cũng là đáng đời Đây là cái giá Mà anh phải trả cho tội lỗi của mình Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi anh hãy cố gắng ăn uống cho khỏe Anh không còn sống được bao lâu nữa Đời này anh có lỗi với em Nhưng cảm ơn em đã tha thứ cho anh Em hãy sống thật hạnh phúc Và nuôi con khôn lớn trưởng thành nhé Thấy Thắng ăn năn hối lỗi như vậy Thu cũng xúc động Sống mũi cô thấy cay cay Khi nhìn thân hình tàn tạ của anh ta Một người đàn ông Có học, thành đạt Ăn to nói lớn Từng là niềm mơ ước của biết bao cô gái trong đó có cả cô giờ đây anh ta đang nằm co rúng như một con mèo ốm yếu trên giường tất cả cũng chỉ vì lòng tham lòng tham đã làm mờ nhân cách thắng để anh ta gây ra rất nhiều tội ác và bây giờ phải nhận kết cục đau đớn như thế này bây giờ nằm đây thắng đã hối hận nhưng xem ra sự hối hận của anh ta là quá muộn màng anh ta đã phải trả giá cho tất cả những tội ác mà mình đã gây ra thắng có kết cục như ngày hôm nay âu đó cũng là bài học cho những kẻ tham lam vì tiền mà sẵn sàng trả đạp tất cả khoảng vài tháng sau thì thắng chết hôn là ma anh ta thu cũng đưa cô tít về chịu tang sau khi chôn cất thắng xong xuôi thì thu nói với bà thân là giờ thắng đã chết rồi cô đưa cô tít về nhận cha như vậy đã là tận tình tận nghĩa nên cô mong từ bây giờ về sau bà đừng đến làm phiền cuộc sống của mẹ con cô nữa bà thân dù rất muốn ở gần cháu nội nhưng vì thu đã nói như thế nên bà cũng không dám đến nhà cô hai năm sau thì bà thân chết hôm đó thu cũng cho con trai về chịu tang bà nội ngày đưa tang bà thân họ hàng anh em chẳng có mấy người không thấy ai rơi giọt nước mắt tiếc thương cho bà sống trên đời bà ta ăn ở bạc ác nên khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng ai thương xót nghiệp ở đời là như vậy ác giả Ác báo. Chôn cất bà thân xong, Thu dẫn con trai đi về nhà mà lòng cô thấy nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng. Nhìn bầu trời trong xanh, những làn gió nhẹ thổi hưu hưu làm Thu thấy dễ chịu. "Mình về nhà mẹ." "Ờ, à, mình về nhà thôi con, bố Quân đang đợi chúng ta đấy." Khi Thu đưa con trai về đến nhà, thì Quân đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, anh bảo mẹ con Thu đi tắm, rồi cả nhà cùng vào ăn cơm. Nhìn chồng và hai đứa con đang ngồi ăn cơm Một lần nữa Thu lại thấy mình hạnh phúc Nụ cười lại nở trên môi cô Quý vị và các bạn thân mến Duyên tình của Thu quả là chật vật Trải qua ba lần kết hôn Sau hai lần thất bại Lần thứ ba cô mới có được hạnh phúc Quân, một anh thợ sửa xe bình thường Nhưng đã rất biết chia sẻ đồng cảm Trân trọng Thu không như hai kẻ đàn ông đến với cuộc đời của thu trước đó họ tiếng là những người có học hành thế nhưng hành xử đầy thú tính nhưng mà gieo nhân nào thì gặt quả nấy những kẻ đều cáng mang đến đau khổ cho thu cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động của mình câu chuyện đã kết thúc ở đây rồi cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại